mình sẽ nguyên với nhau với chủ đề là thiết kế bố cục trong tư duy hình ảnh. Còn trước khi để bắt đầu chương trình đó, thì chắc mình chơi với nhau thì chị cho nó sơ một chút ha. Mình sẽ chơi hai trò. Trò đầu tiên thì sẽ làm quen giữa tay và mắt. Các anh chị còn phải nhìn thông tin mà em đang đưa ra trên một cái màn hình chiếu. Trên đó có rất là nhiều các từ khóa khác nhau và được sắp xếp một cách ngẫu hứng và lộn xộn. Nhiệm vụ của nhà mình là trong vòng 20 giây, mình hãy vẽ lại thật nhiều nhất có thể những từ khóa mà mình đang nhìn thấy, biến nó thành hình ảnh. Nhà mình hiểu trò chơi ha. Không biết vẽ bằng cách nào, miễn là từ 1 tới 20 giây ai vẽ được nhiều hình nhất thì bạn đó sẽ được nhận một phần quà. Có quà nha. Nên là tụi mình tập trung. 20 giây nó đẹp đẹp à. Nên mình hãy có chiến lược khi mình tham gia chương trình nha các anh chị. Rồi, bút giấy mình cầm trong tay nha. Em đi chuẩn bị. Khi tín hiệu bắt đầu vang lên thì em sẽ share cái màn hình của mình ha, với những cái từ khóa mà sắp nhà mình sắp nhìn thấy đây. Rồi. Chuẩn bị. Ủa đã mất bản từ khóa của em rồi. Đây. Rồi, bắt đầu. 20 giây bắt đầu. 1 2 Ủa là mình vẽ càng nhiều càng tốt hả? Đúng rồi chị, vẽ càng nhiều càng tốt. Miễn sao em nhìn hiểu được cái hình đó là gì là có điểm. 3 20 giây thôi nha cả nhà. Tập trung mình mần tránh nhanh. 4 5 6 7 8 9 10 giây để trôi qua. 10 giây còn lại. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 chuẩn bị hết giờ rồi. 10 giây để 20 giây để trôi qua cả nhà. Bây giờ mình dùng bút ạ. Và mình lớn rồi nên mình sẽ trung thực, mình sẽ không vẽ thêm nữa. Và chúng ta sẽ giơ vài lên hết để em đi sẽ chắc là nhờ chị Phương sau khi mình tổng điểm thì chị. Ủa chị Phương cũng chơi nữa hả? Chị Phương cũng tranh quà với em đó. Rồi thế hạ xuống nha. Rồi chị Phương đếm chị Phương trước đi. Để tổng điểm cho chị Phương luôn. Coi thứ ai sẽ là người được nhiều hình nhất ạ. Rồi về các anh chị 11 rồi, chị Phương cộng điểm nha. 11 rồi. Đến đồ em đi sẽ spotlight đồ. Xem đồ. 2 4 6 8 8 hình. Nhưng mà cái hình dưới cái quả bóng là gì chưa nhìn ra. Đồ tính vẽ gì cuối cùng. Hình cuối cùng là gì vậy? Đó đó. Đúng rồi. Bật mic. Em tính về quyển sách chưa kịp. Quyển sách rồi chưa kịp. Chưa nhìn, chưa hình dung được. Vậy là chỉ cộng 7 cho đồ thôi ha. Chị Lý, xin chị Lý thử. À, chị Nam trước, để coi. À, chị Nam thì 2, 4, 6, 8. 8 hình à, nhìn ra hết 8 hình. À, em xem của chị Xuân. Rồi chị Xuân chọn những hình gì đây? Ở đâu rồi? Đợi em đi chút nha, em đi spotlight từng người cộng điểm. Để mình có... Wow. Yeah. Nó xỉu trên cành liễu luôn. Để mình coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Em đi nhìn ra có 18 hình à. Đảo quá. Nhưng mà Nhi mới nhìn ra 18 hình à. Sát bên cái tên lửa và sát bên cái điện thoại là cái gì em đi không nhìn ra được. Ở trên, trên đó.
Cái đó là gì em chưa nhìn ra được á? Em tính dễ đi xúc xích mà không biết dễ gì. À rồi, em mới không nhìn ra được hình đó nha, trừ lại một điểm. À, sát bên cây nấm, gần gần bên cây nấm với lại cây thông. Em biết gì? Nhìn ra, sát sát bên cây nấm á, dưới tên lửa lại mới không nhìn ra. Này Đó, á. đúng. Cái đó. idea, cái idea. À rồi, gần lại mới thấy ha, vậy là cộng điểm. Thế là em chỉ trừ một hình là cái xúc xích thôi nha, không nhìn ra được. Là 18 hình. Wow, quá xịn, xong vẽ nhanh quá. À, tiếp ạ, à, bạn nào do bài tiếp em đi cộng điểm giúp cho. Minh Nguyệt, em đi xem Nguyệt nào. Nguyệt được mấy hình? Khoe đi Nguyệt. Em vừa xong. À, Nguyệt vào sau. Được mấy Em vừa hình? xong được cái 4 này. À, 4 hình, cộng 4 hình à. Có kết tham gia thì cộng điểm. À, còn bạn nào tham dự đúng không? Chị Đài, coi chị Đài được mấy hình đây. À, em spotlight chị Đài nha. Chị bị vẽ bút chì nên nó bị mờ đó, Bị mò, à nó bị mờ, hơi khó nhìn ha. ờ nó hơi khó nhìn do cái màn hình của chị nó đang bị nhòe, camera của chị nó bị nhòe. Chị đếm giúp em thử mấy hình vậy chị Đài. À, Chị Đài đi. chị đếm thì là 14 hình nhưng mà em chị không biết em đọc được mấy hình. Chị tự tin đi, chị 14 hình đi ha. Rồi cứ cứ cộng 14. Dạ. Yeah. Tự tin là cộng 14 thì cũng tin tưởng vào năng năng lực của chị Đài. chị Chương. Rồi còn bạn nào tham dự đúng không ạ? Có chị Chương ha. Em đó là chị Chương. Anh Giang vô trễ nên là chút xíu chờ sau nha anh Giang. 2 4 6 7 cộng 7 nhìn ra hết 7 hình. Nè còn bạn nào đúng không ạ? Chị Nguyên có chơi không? Chị Nguyên có vẽ không? Nghe luôn. Ok, vậy là rồi em spotlight chị Nguyên nha. Để xem chị Nguyên được mấy hình chưa? Em chưa nhìn thấy, chị Nguyên ơi cho em xem lại. 2 4 6 7 7 hình mà sát bên quyển sách với lại tình yêu là gì ta? Ở giữa quyển sách với tình yêu là gì ha? Rồi bấm giùm em mà em không nhìn ra được cái hình đó. Nè coi thử hả, cộng 7 chắc là nhờ chị Quyên dịch giúp em cái hình đó. Chị Quyên hả? Chị Quyên á, chị Phương. Rồi về những bạn mà điện thoại cho em nhìn lại lần nữa đi chị Quyên, nhìn lại lần nữa. Rồi khó quá, khó quá. Tại sao có cái đường ở chính giữa? Cắt cái điện thoại ra vậy. Chưa nhìn ra được. Em vậy là cộng 6 thôi ha. Cộng 6 hình. Tổng điểm. Xem thử nhà mình hôm nãy có một số anh chị mình vào trễ. Thì mình chơi vòng 2. Còn vòng 1 thì em sẽ tổng điểm ở đây ha. Thì có chị Xuân là vẽ được nhiều hình nhất. Xếp vị trí đầu tiên. Thì em cũng có một phần quà tặng cho chị Xuân. Em vừa mới nhận được, em vừa mới mừng túi trên sổ tay ha, hãy can đảm vẽ ra những điều bạn nghĩ. Thì em có tạo ra một chiếc túi đựng hộp viết, đựng bút. Nhà mình là tha hồ đựng trong đây, nên là em sẽ dành tặng một cái túi này cho chị Xuân ạ. Vì chị Xuân đã vẽ được rất là nhiều hình. Chúc em sẽ xin địa chỉ để gửi. Ok ạ. Và chút xíu nữa thì có một số phần khi mình tương tác tham dự cái chương trình hãy quên thiết kế bố cục trong SketchNote thì Amy lại sẽ có những cái phần câu hỏi hỏi đáp, nếu mà nhà mình ai có những câu trả lời xuất sắc thì lại có phần à, Quá. còn đó là phần trò chơi đầu giờ mà Amy là warm up nhà mình lại tiếp tục một lần nữa mình có cái cơ hội mình luyện trau dồi cái tư duy hình ảnh khi mà mình vẽ. Thì cái đề bài lúc mà em đưa ra cho nhà mình đó, nó sẽ có những cái từ nó rất là khó, nó còn phải đại diện nó ẩn ý và có những từ thì nó rất là phức tạp. Thì cái trò chơi này mình chỉ cần tập trung vào những cái từ dễ thôi, không cần phải làm khó chính mình bằng cách là phải vẽ đúng theo thứ tự đọc từ trên xuống nha mọi người. Nhà mình đọc từ trên xuống là nhà mình sẽ chậm đó. Còn em ha thì sẽ cố gắng chọn những từ dễ viết ra trước, vẽ nó để mình lấy điểm. Ok. Còn không biết là nhà mình đã sẵn sàng chưa để mình cùng nhau đi tìm hiểu một cái phần chia sẻ ngày hôm nay về bố cục
cách thiết lập bố cục trong sketch note trình bày. Thì ai mình đã sẵn sàng rồi, giống số 1 như phương chất ạ. Yeah, rất nhiều anh chị đã sẵn sàng cho phần chia sẻ. Hôm nay thì không biết là trước khi em bắt đầu các anh chị và các bạn, mình có những cái mong muốn nào khi mà đến với cái môn học về sketch note, mình cảm thấy là cái phần nào mình gặp bị khó khăn nhiều nhất khi mà mình thiết kế một cái cách trình bày, một cái bài làm, đặt bút xuống, mình muốn vẽ nó ra giấy, thì mình suy nghĩ là mình phải trình bày nó với cái bố cục gì, càng xây cho nó đều. Có ai đã từng gặp khó khăn như vậy khi mà mình mới bắt đầu mình học sketch note không? Mình vẽ sketch note không? Mình thấy là sao mình vẽ hồi nó không đều, bố cục nó bị lệch, rồi canh chữ nó không vô chính giữa, rồi xong vẽ hồi xong thiếu giấy, xong phải đi chắt giấy. Đó, có rất là nhiều cái nó liên quan cái câu khó khăn ở việc là thiết lập bố cục. Thì các anh chị và các bạn mình có những cái khó khăn nào khác nữa không trong quá trình mình trình bày một bài tập sketch note? Liên quan về phần bố cục thôi ha. Hôm nay mình chỉ xoay quanh cái đó thôi, không có xoay quanh các chủ đề khác như là chữ viết hay là metaphor, chỉ liên quan về bố cục thôi. Thì có ai có chia sẻ gì không ạ? Cho chị có ý kiến một xíu. Dạ, em nghe chị đã nói. Chị thì không phải là quá gọi là quá nhiều thực hành về sketch note, nhưng mà cũng rất là thích nên là cũng hay làm. Nhưng mà chị hay bị gặp khó khăn là như vậy. À, một số chủ đề mà mình thích lắm thì tự nhiên vô cái là có cái ý tưởng về cái bố cục nó liền. À, nhưng mà một số chủ đề thì giống như là bài học, mà không phải bài nào nó cũng đúng cái gu của mình, nhưng mà mình vẫn thích ghi lại cái bài đó, thì thực sự là rất là lúng túng khi mà bỏ vô cái bố cục. Yeah. À, xong rồi cái bỏ một chập xong rồi cứ cảm thấy nó nó sợ nó trống. Sợ nó trống, mặc dù là vẫn biết là nên để có những khoảng trống để cho nó được thoáng cái bài, nhưng mà khi mà trống quá thì lại cảm thấy sợ, hình như là nó trống quá. Cái bắt đầu lôi vô gọi là phá vỡ đi cái hình dung ban đầu đó, sợ nó trống, xong lôi vô bỏ một chập đi. Cuối cùng cái bài cuối cùng nhìn nó kỳ kỳ, nhưng mà cũng không biết nó sửa ra sao luôn. Lúc đó là giống như là phiên bản bị lỗi đó. Nên là đó, thì nó hay bị cho những cái chủ đề mà mình gọi là mình không có thường xuyên làm về nó chẳng hạn, thì cái bố cục hay để khó, xong rồi cái từ khó có bắt đầu nó làm qua rối luôn. Dạ, em hiểu rồi. Vậy là nó có hai ý. Là ý đầu tiên là những cái bài mà mình cảm thấy mình không phải là chủ đề mình hay thường sketch note thì mình sẽ rất là lúng túng, không biết là nên chọn bố cục nào. Nó không nhảy ra được idea ngay lập tức. Đúng. Câu chuyện số 2 ha, là làm một hồi thấy trống quá lại bắt đầu đè thêm vô. Đè một hồi là cái nó thành bị chọc quá và nó bể theo cái bố cục của mình đang muốn. Ok. Một ý tưởng ạ. Ngoài ra có những ai mình còn gặp các khó khăn khác cũng giống chị Đài, thì mình cứ chia sẻ ạ. Vì em biết càng nhiều thì em càng chỉ được nhà mình càng tốt, nhà mình càng có cơ hội sửa. Em mời chị Nị. Chị bị gặp khó khăn là cái bố cục của chị nhìn nó rất là chán, rất là khô khan á, tuy là nó rõ ràng. Nếu mà mình đi theo cái hướng rõ ràng thì nhìn ra nó rất là khô khan, nó cứng nhắc lắm, nó cứ rất là nhiều ô á, và rất là chán, bài nào cũng như bài nấy. Còn nếu mà chị sửa bố cục, chị làm một cái gì đó mới thì chị lại cảm thấy là ôi sao bây giờ nó mất cái tính rõ ràng rồi. Chị càng làm cho nó đẹp đẽ hơn, sáng tạo hơn, lạ lùng hơn thì bắt đầu nó nghệ thuật quá, cái nó nhìn cái này nó dính vô cái kia, nó không còn rõ ràng nữa. Thì chị bị giật cái điểm này. Ôi đó, cái đó là bị ngược lại với chúng ta các anh chị. Thường em họ lẽ đứa hồng mì hoa lá hẹ, nên là kêu em là phải vô lộ trình logic vài bản là em sẽ bị gặp khó khăn. Còn chị Nị là ngược lại với em ha, làm sao mình dung hòa được điều đó. Em có tiếp các anh chị, lát nữa chỉ cho mình. Em cảm ơn chị Nị, câu hỏi rất là hay dành cho tất cả các anh chị mà làm trong ngành gọi là bên IT ha, hay là gọi là hay làm quy trình đó, là các anh chị sẽ rất là theo đúng lộ trình concept như vậy, và
ít khi nào thể hiện thêm những cái gọi là sáng tạo hay là nó đổi mới, cái là mọi người sẽ rất là cân nhắc. Thì mình sẽ thử ha, mình làm sao để mình có thể vừa giữ lại được cái tính nó phải rõ ràng, hợp lý, nhưng mà nó vẫn mang được cái màu sắc nghệ thuật một chút. Em cảm ơn chị Nị ạ. Em đi mời chị Xuân. Em thấy chị Xuân đang giơ tay. Em thì cái khó khăn của em là thời gian của em không có đủ. Có nghĩa là nếu mà em ngồi mà em được cầm 1-2 tiếng để em ngồi em vẽ thì có thể là mình sẽ dễ ra idea hơn. Còn thường thì em do là em muốn sketch trong lúc mà em đi làm, hoặc là trong lúc mà em có một cái ý tưởng gì đó thoát ra mà em muốn có thể trình bày ra giấy liền, thì lúc đó em lại không làm được. Lúc đó vẽ thì nó sẽ bắt đầu nó rối. Chỗ thì nó dài quá, chỗ thì nó chấm quá, thì tiếp tục lại là cái bố cục nó lại không có đẹp nữa. Mình không biết là mình đang muốn, lúc đó cái idea của mình tự nhiên nó bị trôi đi luôn. Vâng. Ôi trời. Bắt đầu những câu hỏi nó càng ngày nó càng khóc búa và nó đòi hỏi tính khó càng cao các anh chị. Là chị Xuân hỏi em câu hỏi đó là nó liên quan đến cả việc sketch nốt nóng. Là các anh chị phải nghe thông tin ngay lập tức và thiết lập ngay một bố cục tại thời điểm đó, chứ không phải là về nhà tự suy nghĩ, đọc, phân tích nữa các anh chị. Còn khó hơn nữa. Và là một câu hỏi mà chúng ta cũng rất là băn khoăn ha. Không biết phải nên làm gì khi mà phải nghe những nhiều thông tin nó đang chạy vòng vòng trong đầu mình á, thì mình dàn nó ra trên một tờ giấy như thế nào cho nó hợp lý. Amy ghi nhận câu hỏi của chị Xuân. Và thêm một câu cuối cùng thôi ạ. Hôm nay mình chỉ giải quyết 4 vấn đề và thử thực hành trên những gì mà mình vừa đúc kết lại cùng nhau để mình có một cái phần thực hành cuối giờ. Thì Amy nhận thêm một câu hỏi nữa thôi. Trước khi mình đến phần Amy chia sẻ một chút xíu qua một số bài thực hành của các bạn ở các khóa trước, cũng như là tài liệu mà Amy nghiên cứu chỉ cho mọi người những nguồn học ở đâu. Thì Amy nhận thêm câu hỏi nữa. Các ai có sự khó khăn gì không? Còn em giúp đỡ. Cơ hội chỉ tới một lần thôi nha cả nhà. Rất ít, rất khó khăn để mình có cơ hội được sửa bài và học kiến thức mới liên quan đến bố cục. Ok, vậy là em xin phép mà mình sẽ nhận ở đây là 3 câu hỏi. Những câu hỏi mà nó về phần tính chất, về cách thiết lập bố cục rất là gần gũi với chúng mình và độ khó bắt đầu nâng dần lên. Và đây là cũng là những cái khó khăn mà cái lúc mà em đi trên cái chuyến hành trình em trải nghiệm về sketch note cũng như là về graphic recording, thì nó là những cái gây trở ngại cho chính mình. Và mình cũng đã từng vò đầu bứt tóc và thực hành rất nhiều lần để mình tìm ra cái câu trả lời là làm sao mình có thể trình bày một cách khoa học hơn nhưng mà vẫn mang tính nghệ thuật khi mình thể hiện sự sáng tạo. Nó không có khuôn gò bó và khuôn khổ. Rồi làm sao mình có thể làm được điều đó ngay trong lúc mình đang phải lắng nghe những thông điệp và chắt lọc những thông điệp. Rồi sao để đa dạng được các kiểu bố cục, chứ chẳng lẽ có một kiểu xài hoài. Thì ở đâu mình học được những điều đó? Và em cũng để nhiều lần ha, trăn trở giống tất cả các anh chị và các bạn. Thì trước khi mà trả lời các cái câu hỏi này á, trước đó em cũng đã từng học Scanot 3 năm về trước. Em biết đến Scanot từ học viện Scanot Academy, học viện vẽ tốt của chúng ta. Thì từ đó em biết được đến những cái kiểu bố cục đầu tiên, gọi là những kiểu bố cục cơ bản trước. Mà trước đó em không hề biết sketch note là gì luôn. Thì từ cái nền tảng cơ bản đó, bắt đầu em mới đi tìm hiểu thêm tại những cái nguồn nào mà em biết thêm sketch note là gì, bố cục ra sao là hợp lý, và em học từ những người thầy là ai. Thì hôm nay em sẽ chỉ cho mình những cái phần đó. Từ các cái step cơ bản nhất, mình ôn lại kiến thức của phần tư duy bố cục. Và cái nâng cao hơn là bắt đầu mình Q&A với nhau, mình trả lời những câu hỏi này. Và mình sẽ học thêm được những cái nguồn mới từ đâu. Ok, thì em xin phép mình sẽ share cái màn hình của em ở đây. Và sau cái quá trình mà mình tìm hiểu về lý thuyết một chút xíu, thì em sẽ có một phần trò chơi nhỏ nhỏ dành cho cả nhà mình cùng nhau tìm hiểu về một vài kiểu bố cục. Thì khi nhà mình thấy bắt đầu một cái bài tập sketch note cơ bản đi, lấy ví dụ ha, một bài tập sketch note cơ bản nào đó, bạn My sẽ spotlight ra đây. Ví dụ lấy một bài tập vẽ,
một cái công thức nấu ăn này ở đây chẳng hạn, để nhà mình sẽ cùng nhau mình phân tích để mình thiết lập một cái bài tập sketch note như thế này. Thì trước hết ha, để mình làm được cái bài này thì mình cần phải có 5 cái bước của quy trình tạo ra được một bài tập sketch note. Tên của bạn ấy là Forest. Trước khi mình bắt đầu làm bố cục thì mình cần 5 cái bước này. Thì trong cái bước này ha, bước đầu tiên nó là cái chữ F, tên của nó là framing, hay còn gọi là dựng khung. Dựng khung hay còn gọi là phát thảo bố cục, khung của bố cục. Rồi cái đó gọi là cái sườn của nguyên cái bài này. Làm sao mình biết là trên một cái công thức này mình còn phải chia ra 3 bước, rồi bên nào thì mình sẽ viết chữ, bên nào thì mình sẽ vẽ hình, và cái khung đó mình chia tỷ lệ bao nhiêu. Thì tất cả mọi thứ nó nằm ở cái bước là framing. Thì trong phần framing đó, nhà mình để ý là để mình frame được bao nhiêu khung đó, các bạn sẽ biết được bài của mình đó, có bao nhiêu ý tưởng. Cái quan trọng nhất đó là how many. Bạn phải xác định được ha, bài của bạn có bao nhiêu ý tưởng. Đây là dành cho trường hợp mà chúng mình biết trước nội dung và chúng mình là người soạn ra cái nội dung đó, nó rất là chủ động. Trước câu hỏi của chị Xuân là câu hỏi mình không biết trước cái đó là cái gì luôn thì nó còn khó hơn. Còn cái này là mình đã dự đoán được nó, mình biết rồi. Thì mình còn phải xác định được trong bài của mình có bao nhiêu ý, để khi mà mình vẽ cái khung ra cái bài tập sketch note của mình, mình biết là à, bài mình có 4 ý. Ý này tập trung phần này là để dùng để tiêu đề, không đụng vô. Vậy 4 ý còn lại mình sẽ phân như thế này, mình chia làm sao cho nó đều ra thành 4 ý, 3, 4, 4 phần. Thì nếu mà Amy biết được bài của Amy có 4 ý thì bắt đầu Amy mới chia được thành 4 cái khung đều tràn ra cái tờ giấy A4 của mình. Thì cái bước 1 ha các anh chị vẫn là framing và xác định ý tưởng. Đó. Như bạn này ha, bạn ấy chọn là thiết kế bố cục theo dạng đường, dạng line từ trên xuống. Cứ mỗi line là bạn sẽ thiết kế một step của cái cách tạo ra cái sốt mayonnaise này. Và bạn cắt cái bài của mình ra làm 3 phần, trừ 1 phần cho phần tiêu đề và 3 phần còn lại là phần dành cho ý tưởng. Nên là mình khi mình nhìn vô ha, mình sẽ thấy được cái bố cục chung của cái bài này nó sẽ đi theo dạng line, đi ngang qua từ trái sang phải, và nó sẽ có 3 dòng như thế. Nhìn ra một phát ha, mình sẽ phát hiện ra kiểu bố cục ở đây là họ đang chọn theo dạng line như thế này, từ trái qua. À, bước thứ hai trong cái bố cục, trong cái cách mình tạo ra một bài tập sketch note thì mình sẽ có phần outline, rồi mình bắt đầu vẽ phác thảo tất cả mọi ý tưởng ha bằng bút chì. Thì dành cho người mới, trước đó lúc mà em không có thành thạo khi mà em vẽ sketch note, em vẫn chọn phương án là em vẽ chì các anh chị, bởi vì mình không có chắc chắn là mình vẽ xuống phát là dính ngay lập tức là đúng. Nên những cái hình nào mà em không chắc em vẫn vẽ chì trước, em sẽ phát chì. Nó sẽ hạn chế câu chuyện là lỡ mình viết cái chữ tiêu đề tới cái chữ mayonnaise rồi, cái chữ SE của mình nó hết chỗ, nó không đủ chỗ để viết. Thì cũng là một cái cách ha, để các anh chị mình canh thời điểm đầu mình không có cảm giác được, mình không có độ được là chữ mayonnaise nó sẽ phải đều và đầy đủ cho cái khung này, thì em sẽ chọn cách em viết chì trước. Và khi mình viết chì á, mình chia những cái khung này ra nè, lỡ mà mình có viết to hơn đi chăng nữa thì mình vẫn có thể bôi được để mình vẽ nó xê xuống dưới một chút, hoặc là nếu mà mình vẽ nó nhỏ hơn thì mình hoàn toàn có thể bôi được để mình xích cái đường chia của mình cao lên một chút. Nhờ bút chì ha các anh chị. Và tiếp theo, sau khi mình vẽ chì hết rồi, mình phát sẵn xương xương xương, thấy ra được lỡ 80-90% nội dung của bài tập. Thì đây là lúc mà mình sẽ bắt đầu redraw, mình sẽ vẽ lại ha, mình viền lại. Thì trong quá trình lúc mình viền lại là cái lúc mà mình hoàn toàn có thể thay đổi một số cái ý tưởng của mình. Mình có cảm giác là nó bị chọc khi mà mình vẽ hình nó bị to quá không, mình sẽ thu được lại nè. Hay là khi mình viền mình sẽ cảm nhận là mình muốn thêm ý, thêm những cái nhỏ nhỏ vô một chút. Thì trong phần redraw ha, mình có thể retouch được ở khúc này. Hai chữ R mà mình có thể kết nối với nhau ha,
là redraw là vẽ lại, hoặc là retouch là mình thay đổi chỉnh sửa những cái gì nó không quá bị bể bố cục của các bạn bằng bút đen ha, black pen. Thì thường là em sẽ xài black pen hết, bởi vì màu đen là một cái màu trung tính, nó rất là an toàn cho các bạn khi các bạn dùng nó để vẽ bút, vẽ sketch note. Và cũng chúng ta nó đã rất là nhiều màu khi mình vẽ rồi, nên mình dùng bút đen là nó điểm nhấn, nó sẽ nhấn cái bài của mình lại, trấn cái bài của mình lại, bút Mavi của mình. Ok, và tuy nhiên là sau khi mình viền lại hết rồi, trong trường hợp mà nó còn những cái đường chì thừa thì mình tẩy sạch đi, tẩy sạch những cái đường chì thừa đi, gọi nó là pencil mark, bôi sạch đi. Và cuối cùng là mình chữ C, các bạn nào đoán chữ C đó là gì không ạ? Sau một cái bức tranh mà mình đang nhìn thấy cái nốt ở đây, để có bước framing, viền chì, rồi viền đen lại, tẩy sạch hết rồi, đang là một bài, đang là một bức sketch, thì chữ C cuối cùng mọi người có đoán nó là gì không? Đoán thử à? Mình xem thử. Chị Xuân đoán là check, chị Anh đoán là color, chị Xuân, chị Phương chọn là color. Thì sau bước check thôi chị, trước bước check chị Xuân là mình sẽ tô màu đã. Vì trên một bản sketch note cơ bản nha, mình sẽ đánh giá nó qua ba yếu tố là hình chữ, bố cục và cái cuối cùng là phần màu sắc, để lên màu coi thử nó có làm rõ ý tưởng không không, hay là mình càng lên màu là mình càng làm rối cái bài của mình hơn. Thì phần cuối nha sẽ là phần color, lên màu. Và tương tự theo đúng cái quy trình đó, cứ bắt đầu làm một bài tập sketch note là Amy cứ quay lại đúng 5 cái bước này. Yeah. Đó. Đi theo đúng 5 cái bước này để mình kết nối thông tin ha, và mình vẽ nó lại thành một bài tập sketch note hoàn chỉnh. Thì lúc đó cái bước đầu tiên mà nhà mình thấy á, bắt đầu của chữ framing là cái bố cục, nó là cái khó nhất. Để mà nó lọt qua được cái chữ này rồi là những cái chữ khác bắt đầu nó sẽ rất là dễ dàng cho mình tìm hiểu ý tưởng. Thì trong phần framing ha, hay còn gọi là bố cục layout, thì em đi có một số cái bố cục gợi ý để nhà mình cùng tìm hiểu, cũng như là nguồn học ở đâu mà em biết được nhiều cái bố cục này. Thì em sẽ chỉ nhà mình ha một số cái nhân vật mình học về bố cục như sau. Trang tiếp theo đi ha, trang 2. Về layout. Nhiều lắm. Trong sketch note và thậm chí là về cả graphic recording, thì cái môn tư duy hình ảnh này các anh chị, nó là một bộ môn sáng tạo mà. Một bố cục người ta có thể biến thể nó thành nhiều kiểu khác nhau. Nhưng mà những cái bố cục gốc, từ cái gốc mà người ta sẽ biến thể thành rất là nhiều kiểu. Thì mình chỉ cần học cái gốc thôi, các chị hiểu được nguyên lý thì sau này các chị bung nó ra bao nhiêu kiểu cũng được hết trơn, nó cũng sẽ rất là dễ. Thì một kiểu bố cục rất là thường hay gặp, tên của bạn ấy là bố cục dạng line, mà tại SketchNote Academy, học viện vẽ tuốt của mình á, thì mình hay gọi nó là bố cục dạng path, là bố cục dạng con đường. Line với đường nó cũng giống nhau, path với line là nó như nhau, là nó là một cái chuỗi, sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau trên một hành trình. Nó có trật tự và nó còn phải đi đúng cái lộ trình của nó. Thì thường mình sẽ thấy trong bố cục dạng line nó có rất là nhiều kiểu, bắt đầu nó biến tướng rất là nhiều kiểu. Ví dụ như line đơn giản nhất là bạn sẽ thấy tiêu đề của mình nằm ở chính giữa của tờ giấy, đây là tiêu đề của chúng ta. Còn sau đó mình thấy là cái line đó nó là dạng zig zag đi từ trên xuống, hoặc là ngược lại đi từ dưới lên, miễn là nó đính các cái sự kiện của các bạn ha, trên đúng cái hành trình đó, nó đính cái sự kiện lại với nhau thôi. Đính vô. Đến cái cuối cùng là một cái goal hay là một cái mục tiêu gì đó mà các bạn muốn đạt được trong cái chuỗi hành trình, khi từ điểm xuất phát ở đây ha, từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc là cái goal của mình đạt được
Thì từ cái bố cục line này em mới thấy là khi mình nhìn, mình quan sát rất là nhiều các bài tập sketchnote khác, thì không nhất thiết là line phải bắt đầu từ trên xuống, và không nhất thiết là line phải đi hình zig zag, mà có khi line nó đi dạng tuyến tính thẳng từ trên xuống luôn, đi thẳng xuống như thế này, và chia thành ba luồng thông tin chạy từ trên xuống. Thông tin nó sẽ bố cục theo dạng khối, nhiều kiểu khác nhau, khối thông tin nó cứ chạy xuống liên tục như thế. Là mình thấy nó rất là rõ là đọc từ trên xuống, đọc từ trên xuống, đọc từ trên xuống, không nhất thiết phải đi zig zag ha. Nó cũng là dạng line, bố cục này vẫn gọi nó là line. Hoặc là đôi khi đi theo dạng thẳng xuống luôn, một thông tin ha, đi từ trên xuống, và nó đi xuống đích thị thông tin đọc từ trên xuống như thế này, và trên cái nhánh này bắt đầu nó tẻ những cái thông tin ra, cũng về mục tiêu cuối cùng là goal của mình ở đây, tiêu đề của mình ở đây, thông tin của mình là gì, nó sẽ tỏa ra trên cái chuyến hành trình đó theo thứ tự 1, 2, 3 như thế này. Không nhất thiết phải là zig zag, nhiều kiểu, có thể con đường đó có thể là bậc thang hoặc là rất là nhiều thứ khác nha. Thì lúc này, lúc mà em đọc á, thì em mới thấy là vậy thì nó cũng không khác nhau ở vị trí là cái mũi tên là điểm xuất phát, và điểm cuối cùng là cái điểm mà mình đạt được mục tiêu cuối cùng của mình là gì. Cái quan trọng là làm sao để mình có thể tạo ra được nhiều cái metaphor thú vị cho cái bức tranh chung của mình, là con đường hay là đường bậc thang, hay là đường xương cá, hay là đường biển, đường sông, hồ, ao, núi. Nó có nhiều kiểu. Thì lúc này em mới nhận ra được một điều là cái quan trọng nhất là cái background á, của cái đường line mà mình mong muốn tạo ra là gì. Gọi nó là cái metaphor chung cho toàn bức tranh này của mình chọn là gì. Nếu mình chọn metaphor là con đường lộ, con đường xa lộ Hà Nội, thì nó chỉ là một con đường bình thường như thế này thôi, giống cái bố cục này, gọi nó là racing hay con đường đi bình thường. Nhưng nếu mình không thích đường đua, mà chủ đề sketchnote của em nó có liên quan đến 5 điều cần lưu ý khi đi tracking tài năng Phan Dũng, thì nhà mình nghĩ đến một cái bố cục dạng line, dạng đường, mà đường đó nó phải là đường gì các anh chị, khi mà nhắc đến cái chủ đề là tracking tài năng Phan Dũng. Lúc đó mình có nên chọn dạng đường lộ như thế này không, hay là mình nên chọn kiểu khác hợp với cái chủ đề đó hơn? Ai có ý tưởng gì không ạ? Đường núi chị ơi. À, đường núi à. Đồ chọn là leo núi, đường đồi à. Thì em cũng thế ha. Tự nhiên mình nghĩ tới cách kiên mà dạng đồi núi. Thì lúc đó em đi lại thiết kế một kiểu bố cục khác ha. Cũng là con đường, nhưng mà em sẽ set up theo dạng đồi núi. Rồi, và cũng tại một cái vị trí nào đó, em sẽ thể hiện thông điệp, gắn cục milestone, và em thể hiện thông điệp trên cái hình ảnh mà mình muốn tạo ra liên quan đến chủ đề là tracking. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là chung lại là em vẫn đang chọn phương án là dùng đường line để thể hiện một thông điệp, nhưng mà cái bức tranh chung của em bắt đầu nó thay đổi, nó khác. Thì cái đó chính là cái mà em sẽ thường hay giải quyết được cái câu chuyện của chị Nị, là nó vẫn là quy trình, nhưng mà làm sao cho cái quy trình đó nó trở nên thú vị hơn, thì em sẽ đặt một cái background, gọi nó là cái metaphor chung cho toàn cảnh của mình là gì, và em thay nó đi, thay nó xuyên suốt nhiều kiểu khác nhau. Rồi cũng là cái tracking đó, em đi mở rộng nó ra hơn nữa, thì em đi cần một cái bức tranh chung để em đi bao cái hành trình tracking của mình lại. Thì khi mà em đi nghĩ đến đi rừng đi đồ ha, thì mình còn phải có một cái bản đồ, mình còn phải có một cái map để mình xem hành trình, mình biết là hiện tại mình đang đứng ở điểm nào. Đó. Thì thay vì mình vẽ một cái tờ giấy A4 mình bao cái nội dung thông tin của mình lại, thì em lại tiếp tục một lần nữa metaphor trong metaphor, em sẽ tạo ra một cái bản đồ hành trình đi tracking bằng cách là em vẽ ra một cái map, chứ không còn là một con đường bình thường nữa, biến thành một cái map ha.
mình sẽ vẽ thành cái map chẳng hạn. Đó. Và lúc này thôi các anh chị nhìn thấy dày nè, nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Cũng là con đường trong thôi, không có gì hết trơn á, nhưng mà Amy đang add rất là nhiều metaphor bao bọc cái nội dung thông tin của mình lại, để mình khiến cho cái bài tập sketch note của mình, tuy nó cũng chỉ là like thôi, nhưng mà nhìn trong nó sinh động hơn. Thì cái cách mà gọi là dùng background ha, hay còn gọi là thiết kế big picture, là một trong những cách mà mình sẽ triển khai được rất là nhiều kiểu bố cục khác nhau. Không ai giống ai cả, và mình được đặt cái cá tính của mình vô trong việc mình thiết lập bố cục. Thì em sẽ cho nhà mình xem ha, một vài kiểu bố cục mà mình cũng thấy là họ cũng đang làm dạng live thôi. Nhưng mà khi mình nhìn một cái tổng quan chung ha, mình sẽ thấy là nó hấp dẫn hơn rất là nhiều so với việc là mình cứ để nó trơ trọi là những cái con đường rất là cũ, hoặc là chỉ là những cái mũi tên kết nối thôi. Sau ha, là người bạn mà em sẽ giới thiệu với các anh chị và các bạn ha, mà các anh chị các bạn nên tìm hiểu về cái bố cục là nhân vật này. Tên của bạn ấy là Scribarian. Đây là một trong những cái nhóm bạn làm về graphic recording, illustration và sketch note ở UK. Và em rất thích cái phong cách tạo thiết lập bố cục của họ. Thì mình có thể quan sát một vài cái bài tập mà họ thiết lập bố cục trong sketch note rất là hay. Em lấy ví dụ. Đây hai ví dụ như thế này. Bài này thật ra nó rất là đơn giản. Tụi mình thấy là bố cục của họ đang chia là bố cục sách theo dạng khối. Họ tách thông tin theo bốn phần khác nhau. Tiêu đề nằm ở phía trên là hết. Không có gì đặc biệt cả. Đây là bố cục dạng khối ha. Sắp tới mình sẽ chia sẻ. Thì cái quan trọng nhất là cái outline ở ngoài mà họ đang thiết kế, là họ chọn vẽ nó thành một cái tấm bảng. Và có một cái nhân vật ha, đang chuẩn bị thuyết trình về cái tấm bảng đó. Thì họ vẽ cái nhân vật người đàn ông đứng sát bên cạnh các cái phần thông tin này. Thì tự nhiên mình sẽ thấy là cái bài này nó sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều so với việc mình chỉ kể bốn cái khung trơ trọi, xong rồi mình viết thông tin vô. Thì họ chỉ làm thêm chút xíu đó thôi. Cũng là sự ngay ngắn và ngăn nắp, nhưng mà nhìn nó rất rất nghệ thuật. Một bài ha. Bài bài tiếp theo cũng rất là thú vị, khá thích. Dựa trên cái chủ đề của họ là 6 cái lý do tại sao mình nên mua các cái sản phẩm tại vị trí local, là vị trí địa phương. Thì dành cho cái chữ local thì họ sẽ dùng luôn cái nút location là định vị GPS để họ tạo lập thành một cái metaphor chung cho cái bố cục này. Thì bố cục này hay gọi là bố cục xuyên tâm. Lát em sẽ chia sẻ về bố cục xuyên tâm. Nhưng mà nhìn mình sẽ thấy ha, nhìn tổng quan chung á, nó có một cái điểm nhấn là họ phải tạo ra được big picture của cái layout này là gì. Chứ không ai họ thiết lập một layout, họ chỉ để một cái layout đó nó trơ trọi là những cái khối hay là chỉ là một con đường đơn giản. Thì cái đó là lúc mình đặt cá tính của mình vô cái nó. Rồi. Thêm nữa ha, mình đi xem thử. Đây. Đó. Quá xịn luôn. Là mình để ý nè. Cái này là cái dạ dày của tụi mình. Xong rồi họ dùng luôn cái dạ dày, nó là một cái line, một cái con đường. Xong cái họ vẽ sketch note vô trong cái dạ dày luôn. Mình thấy nó cũng là line thôi, nhưng mà cái line này là nó ở chỗ nào, mà đặt vị trí của cái line này ở đâu, thì mình sẽ vẽ được nhiều cái picture. Ok. Vậy là đó, câu hỏi nhờ cái big picture này mà em đi để giải quyết được câu hỏi của chị Nị là dù mình có formal đến cỡ này đi chăng nữa thì mình vẫn hoàn toàn có thể add on cái cá tính và cái gọi là metaphor của mình vô đó, dựa vào cách là mình để ý vào cái topic của mình ha các anh chị, cái chủ đề mà các anh chị đang theo đuổi, các anh chị đang chuẩn bị phải xử lý cái chủ đề đó là cái gì á, thì mình hãy bám vào cái chủ đề đó để mình tạo ra big picture. Em là lúc nào cũng vậy, xong rồi em cứ phải luôn tìm cách nào để mình làm cho bài của mình nó mới đi, nó mới hơn, cũng là live nhưng mà nó mới, thì em đi tìm big picture trong bài tập của mình để mình vẽ ra. Tại đây ha, em đi có thêm cách nữa để mọi người học tạo ra các cái big picture mới, là em hay
quan sát các anh chị, quan sát là bằng cách mình vẽ một cái kính lúp đi chẳng hạn. Mình sẽ chọn phương án ha, là mình sẽ quan sát, cầm một cái kính lúp đi ha. Rồi, mình sẽ chọn phương án hay là mình nhìn các anh chị. Quan sát nhiều vào. Một người thầy nãy, Scriberian nãy mình chỉ các anh chị, đó là một người thầy liên quan đến rất là tư duy rất là tốt về tư duy bố cục. Thì mọi người hãy học bằng cách là nhìn nhiều vô, nhìn bài của người khác nhiều vô. Và mỗi bài mình nhìn mình sẽ cố gắng mình tìm ra được cái hay mà mình cảm thấy mình đang bị khuyết trên bài của họ, và mình lưu lại đó. Mình tạo ra những cái thư mục trên Pinterest, mình tạo ra những cái thư mục trong máy tính của mình, để mỗi khi các anh chị có cơ hội thực hành á, mình coi thật nhiều là cái mình cũng sáng ra, để mình ứng dụng nó vào bài tập của mình. Rồi, xong ha. Vậy là Amy vừa mới chia sẻ với nhà mình cái bố cục đầu tiên là bố cục dạng đường. Nó cứ kết nối các thông tin lại với nhau. Về cách nào để tạo ra metaphor, và metaphor lòng metaphor là như thế nào. Mình sẽ chuyển sang kiểu số 2 nha, kiểu bố cục số 2. Tên của bạn ấy là Phục Sinh Tâm. Mình sẽ đặt sang phần tiếp theo, gọi là radio. Thì kiểu bố cục xuyên tâm này thì nó rất là đa dạng. Đôi khi miễn là cái tâm là cái tiêu đề của mình nó nằm vị trí nào, thì cứ từ cái tiêu đề đó các cái thông tin nó sẽ tỏa ra từ cái tâm đó, thì người ta gọi nó là xuyên tâm. Ví dụ cho nhà mình ha, một cái chủ đề bố cục xuyên tâm, hoặc là ví dụ tiêu đề của em ý đây đi, title của Amy. Rồi. Thì rồi, bài của Amy có mấy ý ha, thì mình sẽ chỉ ra đây. Ví dụ như 4 ý thì mình chỉ ra 4 phần. Thông tin gì đó mình sẽ viết ra. Đó. 4 ý. Miễn là cái tiêu đề của em nằm đâu, cái tiêu đề chính của em nằm đâu, là ý tưởng nó sẽ chạy theo cái tiêu đề đó. Ví dụ tiêu đề nằm ở đây, thì ý tưởng nó sẽ chỉ ra đây. Đó. Đó. Rồi. Ngược lại, nếu mà nó nằm ở giữa thì mình lại cho nó vô giữa, rồi nó sẽ lại chỉ ra đây. Đấy là tiêu đề nằm đâu, là ý tưởng sẽ được phát tán ra từ tiêu đề. Thì trong cái nốt nè, học viện vẽ túi mình đã từng gọi tên bạn ấy là popcorn, là bố cục dạng tự do, phong tán lung tung, ở đâu cũng được. Thì Amy kết hợp lại thôi, đúng theo cái thuật ngữ chuyên ngành của Scanot và Graphic Recording, thì họ gọi nó là radio, là tán xạ từ giữa tâm ha, nó phóng ra các cái tia từ cái vị trí trung tâm. Còn trung tâm nó nằm ở vị trí nào cũng được thôi, miễn là cứ đi theo cái cục ý chính đó là nó sẽ tán ra nhiều ý nhỏ. Thì Amy thường hay dùng kiểu bố cục này để mình tổng hợp ý tưởng các anh chị, mình thu thập ý tưởng vào và thiết kế tương tự thế. Hãy cố gắng tìm ra big picture và metaphor của bạn là gì để bạn gắn vào trong cái bức tranh chung của bố cục radio. Amy lấy ví dụ ha. Ví dụ như cái bài tập sketch note của mình, nó có liên quan đến lợi ích của việc đọc sách, thì mình sẽ sử dụng cái bố cục cũng là radio như thế nào để mình có thể thể hiện được cái thông điệp là lợi ích của việc đọc sách và phát tán các ý tưởng liên quan đến lợi ích gắn vào cái việc cái quyển sách của chúng ta. Thì My lại dùng ha, bước 1 là My nghĩ đến cái topic nè, là My chọn hình ảnh đầu tiên là quyển sách chưa. Rồi, từ quyển sách này nha, Amy hoàn toàn có thể viết tiêu đề vào trong cái quyển sách này. Rồi, cái quyển sách. Rồi đó, từ quyển sách của chúng ta bắt đầu Amy tỏa ra các cái ý tưởng xung quanh quyển sách. Ví dụ như ý 1 là gì đó, ý 2 là gì đó, ý 3, 4, 5, 6 chẳng hạn. Đó,
thì mình sẽ thấy ha, mình hoàn toàn có thể tạo ra nhiều cái metaphor khác nhau. Cũng là quyển sách, nhưng nếu em không chọn dùng quyển sách thì em sẽ đặt thêm những câu hỏi về 5W và 1X là ai đọc sách, hay là sách gì, sách về nội dung gì, quyển sổ hay là quyển sách, hay là sách từ điển hay là cái gì, để mình có thể tạo hình ra nhiều kiểu sách khác nhau. Thì mình có đây thôi, cái tips nữa là vận dụng 5W và 1X để các chị đặt câu hỏi để tìm ra nhiều metaphor hấp dẫn. Rồi quyển sách nằm ở đâu, nằm tư thế gì, ví dụ em đang chọn là một quyển sách nó đang bọc ra, còn các anh chị thì chọn một quyển sách là nó đang nằm ngửa như thế này và thông tin nó bọc lên, hay là quyển sách đang úp lại, hay là quyển sách nó đang đứng lên như thế này, hay là quyển sách đang đứng như vậy và thông tin tỏa ra từ quyển sách. Đó. Kiểu nào khi mà mình đặt những câu hỏi về 5W và 1X thì các anh chị sẽ vẽ được rất là nhiều thứ về metaphor. Vẫn quan trọng là tìm ra được big picture của nó. Còn bố cục xuyên tâm thì mình chỉ nhớ là tâm mình ở đâu thì mình tán thông tin ra từ tâm là được, dùng để tổng hợp thông tin. Cho nhà mình xem ha, quan sát cái bài của bạn, người bạn này luôn. Bạn ấy cũng đã từng có làm một cái bài tập bố cục xuyên tâm, và các bạn ấy làm rất là nhiều các kiểu bố cục xuyên tâm. Cho nhà mình xem thử ha. Đây. Này cũng là một dạng bố cục xuyên tâm. Các chị thấy ha, tiêu đề của họ, họ lồng vô trong một quyển sách và họ đặt thêm câu hỏi là who, là ai đọc sách, thì bạn ấy vẽ ra được một nhân vật. Sau đó những thông tin nào liên quan đến việc là làm sao để trở thành một master trong việc đọc sách, không có bị thiếu sót thông tin, thì họ bắt đầu bổ thông tin xung quanh cái tiêu đề chính của họ. Nhìn vậy ha, nó sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều so với vẽ một cái vòng tròn ở chính giữa, xong rồi tẻ 5 cái đường thẳng ra, xong rồi viết chữ vẽ hình cho đó. Nó cũng gọn gàng, nó cũng rất là dễ hiểu, nhưng mà nhìn nó sẽ không được đạt. Một kiểu khác nữa ha, một kiểu khác. Cái này cũng vậy, cái này cũng gọi là xuyên tâm, thông tin ở giữa và bắt đầu mình tẻ thành dạng là rẽ quạt. Rất nhiều bài ha, người bạn này là em follow rất là lâu rồi và em rất là thích cái cách bạn ấy làm bố cục dạng thông tin xoay như thế này. Và đôi khi ha, kể cả việc là mình đang xoay thông tin theo từng nhánh rẽ quạt, thì đôi khi cái nhánh rẽ của các bạn ấy, bạn ấy hoàn toàn có thể tạo ra các cái khung, không nhất thiết là nó phải là cái nhánh rẽ quạt. Đôi khi nó có thể là cái ngôi nhà như thế này, hoặc đôi khi nó có thể lồng vào trong một cái khung khác, khác nhau, nhiều kiểu khác nhau. Thì em học từ đây ha, em có đi nhìn nhiều vô, xong rồi em kết hợp từ cái này với cái kia lại với nhau, cái nó ra cái của mình. Ok, vậy là mình đi xem kiểu bố cục số 2 ha. Tên của bạn ấy là Radio, sau bố cục Line. Đó là hai kiểu cơ bản mà em đi được làm quen. Thêm một kiểu nữa là kiểu bố cục mà nó sẽ dễ điều phối hơn, dành cho cái này nó sẽ giải quyết được câu hỏi của chị Xuân đó. Là trong trường hợp mà em không biết được tác giả nói mấy ý hết trơn á, và nói tùm lum hết trơn à, em không biết đường nào mòn hết trơn á, thì em phải làm như thế nào ha. Bố cục tiếp theo ha, tên của bạn ấy là bố cục dạng tự do, wild, bố cục hoang dã luôn, không có theo thứ tự gì hết trơn á, mình bút kiểu nào cũng được, nhưng mà nó sẽ có một cái nó còn phải có một cái quy trình ha. Dù nó có tự do hoang dã đi cỡ nào chăng nữa thì nó cũng phải có một cái điểm như sau. Thì mình sẽ để ý trên những cái kiểu bố cục đó, phần tiêu đề sẽ là phần nó chiếm diện tích nhiều nhất trên bài tập của mình. Tiêu đề bạn đặt đâu cũng được, nhưng phải là nơi mà bạn nhìn vào đó, bạn biết cái đây là cái tiêu đề. Sau đó các thông tin còn lại bắt đầu nó sẽ được nổ ra liên tục xung quanh, gần gần phun đầy cái bài tập của bạn, không có nhất thiết là phải theo vị trí nào cho. Và sau cái quá trình mà bạn vẽ theo thông tin đó hết rồi,
thì bạn hoàn toàn có thể đánh số theo cái nội dung mà bạn nghe được, theo thứ tự từ trên xuống, từ trái sang phải. Mình chỉ cần đánh số là họ sẽ biết bài của bạn có bao nhiêu phần, chứ nó không nhất thiết là nó phải theo quy trình như dạng line, là bạn phải đi đúng thứ tự đó, phải đọc y chang đó. Thì cái bố cục dạng hoang dã này nó gọi là bố cục tự do ha, freestyle, là vẽ đầu cũng được hết trơn. Miễn là một cái tips để các anh chị thấy là bài của mình đừng rối, là nó không bị quá trống, là tụi mình hãy nhớ hai điều, một trong hai cách, là những cái đường boundary, là những cái đường ranh giới, mình hãy nên xài nó trong những kiểu bố cục này để nó tách các thông tin của các anh chị nó rõ ràng hơn, chứ các anh chị đừng có để nó dính lại thành từng cục nha. Như em đang chọn ha, những cái đường ranh giới mà em đang tách ra ở đây là em dùng những đường cong. Hoàn toàn tụi mình có thể dùng những đường ranh giới nó khác đi. Ví dụ như em chọn ha, đường ranh giới của em là những nét đứt như thế này. Tách bài của em ra thành 4 phần, không theo thứ tự, em muốn chia to nhỏ gì tùy em. Tiêu đề. Và em chọn cái đường boundary đó của em là những nét đứt, đường cong, chấm, chấm thẳng, rồi gạch hay cái gì cũng được, nghĩa là nó phải rõ ràng. Rồi. Và một điều nhà mình có thể lưu ý thêm ở cái bố cục dạng hoang dã như vậy đó là khoảng cách, spacing. Có những bạn là bạn không cần chừa line luôn, bạn không cần dùng các boundary, nhưng mà thông tin nó vẫn rất là gọn. Mình nhìn vô mình thấy nó tách thành từng khối vậy á, nó không có hề dính vào nhau luôn. Thì do người ta tuân thủ một cái quy tắc ha, là phải chừa khoảng trắng cho hình ảnh, chừa khoảng trắng cho các thông tin, đừng có viết dính nó vô thành một cục. Thì điều này nó sẽ khó hơn cái boundary rất là nhiều. Cho những bạn nào mà hay giống tính Amy ha, là bay như chim bay đó, là Amy vẽ Amy hay thêm lắm. Thì cách dễ nhất là cứ lấy bút mình quành ra thành từng phần cho nó tách nhau ra, là nó sẽ dễ dàng với các bạn nhất. Thì bố cục hoang dã là một trong những bố cục mà Amy cũng rất hay sử dụng khi mà nghe một cái thông điệp nó không theo trình tự luôn, người ta không có nói trước với mình là bài này có mấy ý hết trơn, thì em cũng sẽ chọn bố cục này để làm. Em cứ viết theo tiến tính vậy từ trên xuống, rồi cái nào viết xong thì em vòng lại, em chuyển qua ý khác, xong rồi em lại viết xong em lại vòng lại, em chuyển sang ý khác. Rất nhiều bạn cũng đã chọn phương án là sử dụng bố cục tuyến tính như thế này. Ví dụ cho nhà mình cùng xem. Đây. Đây ví dụ như bài này. Rồi. Mình sẽ thấy là tiêu đề của bạn ấy ha, bạn ấy sẽ để ở phía trên dàn trải dài ra rất là nhiều khúc giấy đó. Sau đó là từng cái ý, bạn ấy sẽ dùng những cái bóng thoại là những cái khung, những cái popcorn này để bạn ấy tách ra thành 1, 2, 3, 4 cái, 4 ý. Thì nhờ những cái popcorn này ha, những cái đám mây này, nó đang tách cái thông tin của bạn ấy ra. Chứ đây cũng là một bố cục dạng lộn xộn ha, không có theo thứ tự gì hết trơn. Rồi ví dụ ha, một bài cũng phong cách lộn xộn thử. Xem lại. Thế rồi Amy có luôn một dạng tự do như thế thôi. Và nhà mình cứ để ý đó, cứ thể mà gọi là tự do ha, đặt đâu cũng được. Đây cũng được, cũng gọi là một bố cục dạng tự do, là họ cứ sắp đặt thông tin chính, thông tin của mình nó cứ xung quanh cái ý tưởng chính là được, đặt đâu cũng được. Không quan trọng là vị trí này. Thì đó là 1, 2, 3 kiểu tự do ha, thì em cũng rất hay dùng. Thì trong trường hợp mà mình xài bố cục kiểu tự do các anh chị, nó sẽ bị cái trường hợp không biết nhà mình nó giống em không, là tại vì không biết tác giả sẽ nói bao nhiêu ý á, về lỡ mà có nói nhiều quá cái không đủ chỗ, và mình phải bị cái trường hợp là mình bị qua trang. Thì có ai đã từng bị như thế giống em không? Lúc mà mình nghe thông tin á, mình ngồi trong một cuộc họp á, không thể nào mình tóm tắt mọi thứ trên cùng một trang giấy được, vì đâu có biết trước được là mọi người sẽ nói bao nhiêu ý. Thì nó cứ phải
lọt 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 giấy liên tục, thì lúc đó các chị xử lý như thế nào? Rồi lỡ mà mình nói xong rồi mình đã vòng cái thông tin đó lại rồi, xong lát nữa mọi người lại quay lại nói thêm cho chỗ đó nữa, thì mình làm cách nào các anh chị? Có ai có ý tưởng không ạ? Sticky note. Sticky note ạ. Một phương án là lỡ mà nói xong vòng lại nói tiếp, thì mình sẽ có tips đầu tiên của chị Nị chia sẻ rất là thú vị, là chúng ta hãy dùng các cái tấm nốt để chúng ta nốt lên trên cái phần số 1. Đó, gắn vô. Tại giờ hết chỗ rồi, em cũng đâu còn chỗ đâu vậy. Giờ cũng không thể nào, một là dán thêm giấy, mà nó sẽ đó, cách đó là gọi là dùng sticky note để gắn vô. Thì My sẽ hoàn toàn chấp chịu luôn phương án là mình sẽ bỏ thêm một cái tấm sticky note này, mình dán đều này. Đều một tấm sticky note gắn vào đây cho thông tin số 1. Và thông thường những cái thông tin mà gọi là thông tin bổ sung như vậy nó rất là ít, nó không bao giờ dài hết á, ít lắm để các chị có thể bổ sung thêm cho nó. Thì thường thường nó rất là nhỏ thì mình hoàn toàn có thể gắn sticky note. Chị Anh chọn phương án là dùng xuyên tâm ở vị trí bổ sung. Cũng rất hay đó, cũng đó thêm ý tưởng là khi mình còn vị trí mình hoàn toàn có thể nốt thêm vô những cái vị trí này và mình nốt xung quanh cái ý chính của mình theo bố cục xuyên tâm. Đó, nốt xung quanh. Đó. Rồi về Xuân sẽ chọn phương án đó, thay vì gắn sticky note thì mình sẽ dùng phương án là dán luôn một miếng giấy luôn, xong rồi mình gặp ra gặp vô, gặp vô. Đó, gọi là flip flop card. Mình hay chơi cái trò đó ha. Rồi. Nếu mà nhà mình tìm hiểu cái thuật ngữ này ha, là flip-flop card. Làm DIY hay là các bạn nào mà hay làm crafting á, là mình hay có cái trò này, dán thêm giấy vô để mình có thể tận dụng được thêm nhiều khoảng trống cho phần thông tin đó. Em Amy cũng hay như vậy ha, lật lật cái chỗ này, mình muốn là thông tin chỗ này nó còn phải nhét thêm vô nữa. Cái Amy cũng thiết kế để Amy cái này ha, lật ra được, để mình viết vô được ở đây nữa cho nó khỏi thiếu ha. Thay vì đây ha, mình hết giấy thì mình hoàn toàn có thể gắn vô, bật ra, viết chữ vô đây, viết chữ vào đây, lại. Thì thường mà em đi làm bullet journal là em hay, rất là hay xài kiểu đó. Và tương tự trong sketchnote thì các anh chị cũng hoàn toàn có thể sử dụng nó trong những trường hợp là mình bị hết chỗ mà mình không lường tiên đoán trước được thông tin nó đang chảy như thế này. Ok ạ. Vậy là như thế ha. Và với những thông tin nào mà nó không phải là bổ sung mà bên đây đang nói tới ý số 4, họ lại tiếp tục nói ý số 5, số 6, số 7 và mình không còn giấy nữa rồi, thì mình cứ qua trang nha các chị. Tiếp tục lại qua trang và tiếp tục lại làm theo bố cục popcorn. Tiếp tục qua trang và lại làm popcorn. Vì mình sẽ không biết được họ muốn nói bao nhiêu ý. Ok ạ. Bye soon. Rồi về cái cuối ha, trước khi mà mình có phần thực hành nho nhỏ và em đi chỉ theo nhà mình một cái nguồn học từ đâu mà em đi biết nhiều kiểu bố cục, thì em đi có biết thêm một kiểu nữa. Kiểu này cũng rất hay xài và cũng từ việc mà em đi quan sát trên bài của các bạn Scribarian, em mới thấy là kiểu bố cục này nó rất là thông dụng. Và trong đào tạo người ta, và trong infographic người ta rất là hay xài. Tên cuối cùng của bạn ấy là bố cục dạng block, dạng khối nè. Cuối cùng, 4 kiểu. Hôm nay thì em share nhà mình 4 kiểu. Còn nếu mà nhà mình search trên sketchnote là gì, trời ơi, nó hiện ra quá trời kiểu luôn. Dạng khối này ha, thì mình cứ thấy là giấy A4 của mình đây thì thông tin. Ví dụ như tiêu đề của mình cũng đặt ở vị trí trung tâm. Thì các thông tin của mình sẽ được bố trí theo dạng cột, đóng khối các thông tin lại. Nó cũng như là những đường boundary tách các thông tin của các bạn ra. Mà thay vì bố cục tự do là các thông tin nó sẽ không đồng đều với nhau, chạy lộn xộn, thì bố cục dạng block nó sẽ rất là trật tự theo vị trí từ trên xuống, từ trái sang phải, gọn gàng, ngăn nắp.
thì nhiệm vụ của mình là mình cũng đang phải tìm big picture của mình là gì. Big picture của mình có phải là một tờ giấy A4 không, hay là big picture của mình là được lồng trong một cái tấm bản đồ, hay là được lồng trên một cái tấm bảng, thì mình sẽ là người tạo ra cái big picture đó. Còn bố cục dạng block thì đơn giản mình cứ hiểu nó là từ trên xuống, từ trái sang phải, chia khối thông tin thật, chia thông tin thành từng khối. Có những thông tin ha, mà những khối thông tin đó nó không đều nhau các anh chị, vì thông tin số 1 lại nhiều thông tin hơn thông tin số 2 chẳng hạn, thì mình hoàn toàn có thể vẽ thông tin số 1 to hơn và thông tin số 2 nhỏ hơn. Đó, như thế nào? Miễn là nó thông tin nó sẽ được sắp theo dạng cột và khối nè. Tiêu đề của mình. Đó. Tùy vào cái khối lượng thông tin mà các bạn sẽ trình bày, thông tin ở vị trí số 1 nhiều nhất thì mình vẽ cái khung to hơn chút. À, và em đi tìm big picture của em. Ví dụ như big picture của em sẽ được tạo ra bằng cách này. Có một cái bảng nha. Đang gắn cái bảng chỉ đường lên trên một cái khung, một cái khung thanh gỗ chẳng hạn. Và có một bạn chim đi đang đậu lên đây. Đó, líu lo chẳng hạn. Đây là một cái nhành cây. Rồi, tạo ra một cái metaphor như vậy, tự nhiên là đã thấy ạt hơn rất nhiều so với việc để cái tờ giấy A4 không rồi. À, nhưng mình thấy em chỉ đổi một chút xíu thôi. Rồi tiếp tục em đi thêm background vô. Ví dụ như chủ đề này nó có liên quan đến việc đi học hay cái gì gì đó, thì hoàn toàn chúng ta có thể vẽ thêm nhân vật là yếu tố con người ha, xuất hiện ở phía dưới. Một vài yếu tố con người xuất hiện. Dạ, yeah, cảm ơn chị Thủy. À, xong ha. Vậy là em vừa share thêm với các anh chị và các bạn vào bút cục block là bút cục dạng khối. Và chỉ khác nhau ở chỗ là ai tìm được nhiều big picture hơn, nhiều metaphor hơn, thì bài của các bạn sẽ sinh động hơn. À, nó cũng sẽ giải quyết cho câu chuyện của chị Đài là trong những cái chủ đề này mà chị Đài thì khó, không có tìm ra được ý tưởng á, thì mình hãy bám vô cái tiêu đề của mình á. Hoặc là mình sẽ bám vào nhân vật chủ đạo của cái nội dung đó, họ đang xoay quanh cái vấn đề chính là vấn đề gì, thì mình sẽ bưng cái vấn đề chính đó ra để mình tạo thành một cái big picture của mình luôn. Còn bên trong nó vẫn là con đường, nó vẫn là khối, nó vẫn là xuyên tâm radio, hoặc nó vẫn là dạng gì wild, là hoang dã, chứ nó không có khác gì hết đó. Ok chị, đó, rồi. Xong ạ. Vậy là Amy vừa mới chia sẻ cho mình 4 kiểu bố cục. Chỉ cho nhà mình thêm một cái nguồn học từ các kiểu bố cục nữa mà em rất là thích. Và em học từ người bạn này rất là nhiều. Bạn ấy tên là Nadine Nadrosia. Nhân vật bạn này là người Đức ạ. Và Amy đọc rất là nhiều sách của cô này. Và Amy thấy là thật sự là cô chia sẻ những cái thông tin nó rất là dễ hiểu, đơn giản, không có cầu kỳ phức tạp gì hết trơn á. Và với Amy ha, cái gì nó càng dễ, mình càng sao chép lại được, thì cái kiến thức nó sẽ càng dễ, nó lan tỏa đi cho nhiều người hơn. Thì mọi người cũng có thể học hỏi thử từ cô này. Có em sợ trên mạng ha, tên cổ là Nadine Nadrosia. Mình sợ cái người bạn này trên Instagram, anh hay follow các bạn ấy trên Instagram đó. Thì cô ấy cũng có sản xuất bản rất là nhiều quyển sách. Thì cách học là em cũng mua sách về em đi đọc, em đi nghiên cứu. À, như cái bố cục mà mình đang nhìn thấy đây ha, là cũng là bố cục dạng radio, là tại trung tâm, sau đó họ tỏa các cái thông tin ở xung quanh cái nhân vật chính là cái người bạn đang ngồi cầm cái ly nước này ha. Là một kiểu bố cục học.
Kiểu này là kỳ bố cục dạng wild, thông tin không có đi theo cái hướng nào hết à. Họ cứ để các thông tin nó nằm ở nhiều vị trí khác nhau, mà dùng các cái block là cô ấy dùng màu màu xám để cô ấy khối các thông tin lại cho nó đựng dính vô nhau, cho nó tách ra ha. Chỗ này thì tô xám, chỗ này thì vòng, chỗ này thì vòng. Đó. Vòng cho các thông tin nó bo lại thành từng khối. Thì em cũng học nhiều hoa từ người bạn này. À, một kiểu. Một kiểu nữa mà em thấy mọi người hay sử dụng đó là bố cục mind map đó các anh chị. Nó cũng là một kiểu ha. Rồi ngoài ra em còn tìm hiểu thêm cả bố cục về diagram, là dạng bố cục nó gần gần như là concept map. Từ một cái nội dung chính, bạn sẽ thấy được các cái phần trong nội dung chính đó nó được tỏa ra các cái thông tin gì. Thì em thấy hai kiểu bố cục đó nó cũng rất là hay. Về nhà nếu như các anh chị có cơ hội, có thời gian để tìm hiểu thì mình có thể đọc thêm ở trên mạng về mind map à, gọi là sơ đồ tư duy. Và bố cục nữa là tên của bạn ấy là diagram. Dạng của nó là nó sẽ tương, nó gần gần như vậy nè các chị. Mình sẽ lấy một ví dụ cho nhà mình dễ hiểu. Đây. Ví dụ như một cây bút chì ha, người ta sẽ hướng dẫn mình là gọt bút chì như thế nào. Đó. Thì người ta sẽ chỉ là cái đầu mũi nó làm sao, rồi cái phần giữa nó làm sao, phần thân nó làm sao, rồi các phụ tùng của một cây bút chì. Dạng như là mình đang chỉ vào từng cái bộ phận của cái bút chì là gì, và mình sẽ sketch nó dựa trên một cái hình mẫu có sẵn, sau đó mình sẽ cắt nó ra thành nhiều lớp và mình phân tích nó. Tương tự một cái bộ phận của một cái cây nó có cái gì, hay là bộ phận của một con chim, một con ếch nó có cái gì. Thì thường những cái kiểu bố cục này ha, Amy hay gọi nó là, người ta hay gọi nó là diagram, là bố cục dạng sự phân nhánh theo dạng xương cá. Thì các anh chị cũng có thể tìm hiểu thử ha, kiểu bố cục này cũng rất là hay. Ok. Xong ạ. Vậy là sau khi mà Amy vừa mới chia sẻ với nhà mình về bố cục block, rồi bố cục dạng hoang dã, rồi tự do, bố cục radio tán xạ xuyên tâm, bố cục dạng line, con đường, thì nhà mình có thấy là lúc mà các anh chị đang học về sketch note, các anh chị cũng đang dùng những cái này thôi không? Không có chạy đâu xa hết, nó cứ quần quần, nó cũng có nhiêu đó à. Không có cái gì nó khó quá cả. Chỉ khác là tạo ra một cái big picture, là mình hãy tìm hiểu cái điều đó thôi, tìm bức tranh chung thôi, thông điệp chung ha. Thì ví dụ Amy có một cái chủ đề như sau, và cần cả lớp mình thử cùng nhau trong vòng khoảng thời gian khoảng 20 phút đến 30 phút. Khi mình đọc cái chủ đề này lên thì mình có thử tạo ra được một cái big picture chung, và mình thử thực hành cái bài tập sketch note đó chung với nhau trên lớp. Thì nhà mình có sẵn sàng là tầm 20 đến 30 phút. Rồi, bây giờ mình có thể Q&A hơn trong quá trình em giảng, em chia sẻ kiến thức này, các anh chị ai có thắc mắc gì còn hỏi em tiếp thì mọi người cứ hỏi. Rồi sau đó mình sẽ có 20 phút để mình cùng nhau mình thực hành tại lớp luôn. Nhà mình có muốn thực hành tại lớp luôn không? Còn đây là phần kiến thức mà hôm nay mình muốn chia sẻ với nhà mình về các kiểu bố cục, và trả lời một số câu hỏi mà nhà mình thắc mắc về đó. Rồi, có ai có thắc mắc cần em giúp đỡ gì nữa không? Thêm gì nữa không? Rồi, em đi tắt cái màn hình này xuống nha. Rồi, vậy thì em hỏi thăm nhà mình thử, tại không ai thắc mắc á, thì em đi hỏi thăm cái chị thử, là lúc mình nghe các cái chủ đề về bố cục này nó có bị lạ với các anh chị không? Là chưa bao giờ mình nghe tới, hoặc là quá trình hồi giờ mình thực hành cái đó là mình cứ để cho quán tính nó tự dẫn dắt mình thôi, chứ mình cũng không biết là các kiểu bố cục này nó đang hiện hữu khi mình đi học sketch note. Có ai có chia sẻ gì sau khi nghe về bố cục không? Ok.
ngoài đồ. Đây nghe thêm mấy cái bố cục cũng là lạ. While block thì em cũng có làm quen rồi. Thêm cái chỗ mà flip á, flip block thấy cũng hay á, nhưng mà chưa có điều kiện. Mà chắc cũng có, mình có thể xài sticky note hàng miếng giấy A4 được, tại cũng chưa có đầu tư mua giấy paper để xí thay cho nó nhẹ. Mình thấy cũng khá là hay, với lại là cũng mới. Một vài cái nội dung thì em thấy thú vị lắm, tại tại chưa 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 nghe qua lần nào. Thank you chị. Cảm ơn đồ. Cho chị nói một chút. Thực sự là sau khi nghe mày nói mới thấy là trong quá trình mình làm á, hình như là mình đang bị, mình đang tự kìm mình lại quá. Có nghĩa là mình cứ bám theo cái định nghĩa của bố cục như vậy á, mà mình không có nghĩ tới cái việc là cái big picture, không có nghĩ cái bức tranh lớn đó là cái gì, mà cứ nghĩ là cái sườn nó phải làm sao thì mình cứ bám, gọi là bám chắc vô cái sườn đó, mà làm nhiều khi nó làm cho cái bài của mình nó bị thô, nó thiếu đi cái tính linh hoạt hoặc là nó sinh động ở trong cái bài của mình. Nên là cái ý tưởng mà sau khi chọn bố cục xong rồi mình chọn cái background của nó thì nó sẽ gỡ cho mình rất là nhiều cái ý tưởng, chỗ gọi là nó giải phóng mình khỏi khỏi cái sự bám chấp vô trong cái sườn cơ bản đó. Đó là cái mà chị rất là tâm đắc của em mình chia sẻ cái này. Dạ. Em cảm ơn chị Đài. Cái đó cảm ơn em nhiều. Không thể được rồi, là sau này bài xịn lắm. Thì mình thấy nó có cái chất riêng của mình, không có phải là giống những cái bố cục cơ bản. Thì chắc là nếu mà nhà mình không có câu hỏi hay là bị thắc mắc gì thêm á, thì mình thử mình thực hành đi. Tại vì mình thực hành với nhau á, mình sẽ phát hiện ra là à, bạn này có ý tưởng này rất là hay, mình cũng có thể nốt lại ý tưởng này. Hay là bạn kia có ý tưởng hay, mình cũng có thể nốt lại. Một cái em nghe chị nãy chị nghe em chia sẻ thì có hai cái từ khóa mà chị rất là thích, đó là cái big picture và boundary. Thì cái big picture nó chính là cái mà tạo nên cái sự sáng tạo, có nghĩa là bố cục thì nó đã có những cái chuẩn, nhưng mà khi mình gắn cái big picture vào thì mỗi bài nó sẽ chắc chắn nó phải là một cái picture khác, topic khác thì nó sẽ là picture khác. Thậm chí cùng một topic thì mọi người đều có thể vẽ khác nhau, quyển sách người này vẽ kiểu này, người kia vẽ kiểu kia. Thì cái đó chính là cái mà chị đang tìm kiếm. Và cái boundary thì cũng rất là hay, nghĩa là cái phần đóng khung. Thật ra là cái trong trong tất cả các bố cục á, nó đều sẽ có sử dụng khung, không ít thì nhiều thì cũng sẽ có. Đó, thì cái phần boundary đó là một cái nó nói chung là bài nào nó cũng sẽ xuất hiện hết, và nó sẽ cũng có thể được sáng tạo. Trước giờ thì mình quen là cứ khung là phải là box đó. Còn bây giờ thì mình hiểu là khung nó có thể bay bổng hơn box, nhưng mà nó miễn làm sao nó khoanh vùng được cái những cái vị trí, những cái từ ngữ mà mình muốn để nó người ta rõ hơn, người ta nắm rõ hơn về bố cục. Thì chị thấy hai cái thuật ngữ đó rất là hay ha. Có một cái điểm là chị, cái này là chỉ là đề nghị thôi, ước mơ thôi. Thì tại vì á, cái đây là cái buổi lý thuyết đúng không? Thì mình thực hành á thì phải có một cái lộ trình thì nó mới tiến bộ. Thì giá như mà team mình có được thực hành với Ami 4 năm buổi gì đó, ví dụ như cùng là một bài đi, nhưng mà tất cả các bạn đều cùng sẽ trình bày cái bài đó, thì lúc đó mình sẽ rất là dễ để mà mình học hỏi nhau về mặt bố cục. Lúc đó mình không có quan tâm nội dung nữa, nội dung tất cả mọi người đều đã làm trên một cái giống nhau rồi, đúng không? Thì mình sẽ chuyên tâm mình sửa về bố cục thôi, và nó có nhiều lần để làm, để mà mỗi lần nó ra lỗi ra lỗi ra lỗi, thì mỗi lần như vậy mình lại học được một cái bài học thực hành á. Thì chị nghĩ là thực hành khoảng ba bài trở lên, như là ba bài trở lên thì mình mới thật sự là mình thấm nhuần cái nội dung chia sẻ hôm nay của Ami.
Đó. Đó thì ước mơ thôi. Gai ghê luôn. Gai độ ghê quá. Gài thành 4 năm mũi luôn chị Phương, không phải là gài thành 1 mũi nữa. Theo chị nghĩ thì là mọi người cứ thực hành, sau đó thì là mọi người gửi bài lên thì Ami nhận xét thôi, vì chị nghĩ là thời gian của Ami nó hạn hẹp lắm. Mình mời được buổi được đến lần này là Ami đã đến được 2 lần rồi đó, là rất là ưu ái hệ sinh thái mình rồi. Em nghĩ á là dễ nhất là các anh chị có thể, ví dụ như sau buổi này ha, em có thể gửi đến cho các anh chị một số cái, hoặc là các anh chị sẽ tự tìm một cái chủ đề các anh chị thích và mình thử áp dụng một trong những cái bố cục mà hôm nay mình đã được làm quen. Mà luôn nhớ là phải có tạo ra được cái background hoặc là cái big picture của mình đó. Mình hãy tự sáng tạo ra được cái đó bằng cách là nhìn nhiều, hoặc là mình suy nghĩ là đặt câu hỏi 5 chữ W và 1 chữ H mà nãy em đã có chia sẻ, để làm sao mình tạo ra được nhiều cái góc nhìn của hình ảnh. Quay đi quay lại nó cũng sẽ liên quan đến metaphor. Thì mình tạo ra big picture, mình sẽ làm thử ở nhà trước, rồi sẽ có một buổi. Không nhất thiết là phải trong tháng 7 nha các chị, vì em sẽ sắp lại lịch để mình có một buổi Q&A, mình sẽ sửa bài của các chị tại lớp. Thì cái hoặc phần là... sửa đó em lại sẽ lấy cái bài của các anh chị để sửa. Hoặc là chị mình sẽ Phương học. Hoặc là chị Phương ơi, em nghĩ là thử thách lần sau mình cũng nên có phần layout này á chị Phương. Thì lúc đó chơi trong thử thách nó có động lực hơn nhiều. Mình sẽ mời Ami cố vấn ra đề á, xong rồi mình sẽ làm thành thử thách, thì các bạn sẽ chơi cùng nhau. Ở lúc đó thì mình coi như mình giống nhau về phần nội dung, mà rất là dễ để mà nhận xét và mình đi tham khảo được các cái bài khác rất là nhanh luôn, tại vì mọi người đang làm cùng một nội dung, cùng một topic á. Thì như vậy thì mình vừa có một cái sân chơi cùng nhau mà mình lại có động lực nữa. Em nghĩ là thử thách sau nên dành mình mời Ami làm ban lô đề. Đúng rồi, ban lô đề nha. Còn lại thì mọi người sẽ thực hành theo cái thử thách mà Ami đưa ra. Nhưng mà hiện nay Ami cũng đang có một cái thử thách đấy. Mọi người cho cái thử thách của Ami đi 10 ngày. 10 ngày thử thách của em thì nó còn dễ hơn cái này các anh chị đang học. Nhưng mà là gọi là bàn đạp, là tiền đề để nhà mình luyện tập thêm về tư duy bố cục, về metaphor. Tới giờ metaphor em vẫn mê lắm. Vừa là tính nói metaphor nữa mà em sợ là nhiều bạn mới sẽ cảm thấy nó hơi bị nặng đô, nên em chuyển sang cái đơn giản là layout. Mà mọi người thấy không, em nói hồi nó cũng dính tới metaphor à. Bởi metaphor là sức sống của Scanner, của tư duy hình ảnh. Thì giờ chắc là mình làm một cái chủ đề nhỏ đi các chị, nó sẽ không quá mất thời gian, nó nhanh, mình có thể làm được ngay lập tức. Em sẽ để em spotlight cái chủ đề đó lên ha, cho cả nhà mình cùng nhìn thấy. Mọi người các anh chị có thể nghỉ chỉ là 5 phút xíu ha, uống nước, hoặc là mình đứng dậy mình vươn vai xíu thì em đi lấy bài xuống cho cả nhà cùng làm. Để em lưu nó. Thank you.
My xin phép chia sẻ cái màn hình nha đồ, để tranh thủ nhà mình triển khai ý tưởng. Có thể là trong buổi ngày hôm nay là mình có thể là mình không kịp ở phần là lên màu và sketch đầy đủ, mà các anh chị sẽ tạo ra được cái phần khung và sườn trước cho cái phần nội dung mà Emmy sắp chia sẻ cho mình, để nhà mình thử tạo lập cái phần framing là bố cục. Thì em có cái đề bài nó sẽ như thế này, nó là một cái đoạn ngắn thôi về việc tập thể dục mùa Covid. Thì nhà mình thử đọc qua cái nội dung của việc tập thể dục mùa Covid. Như Emmy đang chia ở đây ha, thì nó sẽ có 3 câu. Em trích ra từ một cái đoạn để mình sẽ thử tạo lập cái bố cục cho cái đoạn này. Người ta đang muốn thể hiện là gì? Thì người ta nói về vấn đề tập thể dục mùa Covid. Trong thời điểm dịch bệnh, tập thể dục không chỉ giúp bạn giữ gìn sức khỏe, tăng cao đề kháng, chống lại virus SARS-CoV-2, mà còn giúp bạn giữ bản thân bình tĩnh, tinh thần lạc quan, tránh lo lắng và căng thẳng quá mức về dịch bệnh. Là một ý. Hơn nữa, tập thể dục còn có hiệu quả tăng lưu lượng máu đến các cơ chính trong cơ thể, hạn chế mất ngủ, giảm hormone căng thẳng, hạn chế cảm xúc giận dữ, thất vọng. Và ý cuối là, tuy nhiên bạn nên lưu ý chọn các bài tập thể dục trong nhà, hạn chế di chuyển đến phòng tập gym, công viên hoặc là địa điểm công cộng để tránh lây nhiễm chéo. Thì khi mình đọc, nhà mình đọc lại lần nữa, tự đọc và hãy thử. Mình sẽ suy nghĩ ra một cái bố cục chung, một cái đầu tiên là bố cục trước ha, mình sẽ chọn bố cục gì để thể hiện. Rồi, cái thứ hai là big picture của bố cục mình đang chọn là gì? Hai câu. Mình thử, mình suy nghĩ thử. Và mình có thể góp ý tưởng mà bằng cách là các anh chị có thể bật mic nói luôn, hoặc là các anh chị có thể gõ vào khung chat và em sẽ tổng hợp coi thử mọi người có những ý gì hay ha, xong mình ráp lại nhau thành cái chung. Thường là em sẽ cố gắng bám vào tiêu đề, xong rồi sau khi em bám vào tiêu đề xong thì em sẽ coi thử có cái chủ thể chính nào đó hay là một cái hình tượng chính nào đó trong cái bài tập này mình có thể lấy làm chủ đạo hay không. Ba ý ha, có ba ý. Bình tĩnh lại của em. Các bạn nào có ý tưởng chưa các chị? Chọn radio, wire hoặc là blog. Ok. Cái thứ hai thì chọn big picture là một người đang tập thể dục và có thể có thêm con corona đứng tới bên. Chị Nị thử phát nó ra trên cái tờ giấy của mình được không chị Nị? Phát thảo thử. Radio ha, một là dọn radio, người ở giữa chính tâm, xong rồi radio, hoặc là hoang dã ở đâu cũng được, hoặc là block thì dạng khối. Còn những bạn khác? Ừ,
ai có ý tưởng khác không? Ví dụ em là em sẽ khác chị nị, em sẽ chọn phương án là tiến tính theo dạng line, và em vẫn chọn bố cục, em vẫn chọn chủ thể chính của mình là con người, và em sẽ sử dụng thêm một bố cục mà tiến tính kết hợp với lại bố cục diagram, là bố cục dạng phân tích thông tin trên một cái hình ảnh. Em hài xài hai bố cục, và con người cũng là yếu tố trung tâm của em cho bố cục đó. Các ai có ý tưởng khác không? Không giống em, không giống gì nữa luôn. Em có cái big picture khác. Em mời đồ trước đi, xong rồi em sẽ đọc của Hiến. Hiện tính vẽ cái big picture của mình là một người đang chạy. Thì corona đang chạy sâu, nhưng mà con người chạy nhanh quá đuổi không kịp, thành ra là không bị bệnh. Sau thể hiện các cái thông tin vậy là em cũng đang chọn dạng wild đúng không, là bố cục dạng tự do, đặt các thông tin xung quanh cái nhân vật đang chạy thôi là được đúng không? Dạ. Một ý à, dùng hình metaphor là corona đuổi cái người bạn, mà người bạn nó chạy nhanh hơn con corona. Thể hiện nếu mà của đồ em sẽ add on thêm là em sẽ cho cái nhân vật đó bận đồ thể dục, nhưng mà nó có một ý này nè đồ, là lưu ý là chọn các bài tập thể dục trong nhà, thì đồ sẽ thể hiện thêm sao nữa đúng không, chứ không kia chạy ngoài đường là đâu được, chạy trên băng chuyền quá. Vẽ thêm cái máy tập chạy bộ và mình chạy trên cái máy đó. Còn con corona là nó bị đá bay ra sau lưng ha. Một cách. Ok. Amy chị, hỏi của em chị nghe thì, gì đã? Chị thì gần giống của đồ, nhưng mà chị thì khác một chút á, là chị đang nghĩ đến một người mà đang tập thể dục trong nhà, còn corona thì nó ở xung quanh cái nhà, nó ở phía ngoài thôi. Còn đó là cái nhà của mình và người đó đang tập. Ở trong đó thì mình sẽ dùng radio để mình thể hiện tăng đề kháng rồi giảm stress hay gì đó thì mình sẽ đưa vô, thì kết hợp như vậy, thì đó là ý tưởng của chị. Bé xịn luôn đó, một ý tưởng hay ạ. Em có một ý tưởng nên né chị Đài gì đó, là em cũng sẽ chọn bố cục là một cái nhà ha, nó sẽ bao bọc cái thông tin mình lại, bởi vì mình tập thể dục trong nhà mà không có được bay ra ngoài, các con corona nó sẽ đi xung quanh cái nhà đó, nó không có chui vô được đó. Và trong nhà mình sẽ thể hiện các cái ý tưởng liên quan đến cái chủ đề của mình theo những bố cục mà mình đã được học đó. Là mình đang bắt đầu xài metaphor trong metaphor đó rồi đó, đó. Ok ạ. Hiến thì chọn mind map. Biết biết trời của Hiến là một người đang nâng quả tạ. Hiến thì đang focus vào việc tập thể dục, sau đó thì sẽ tỏa cái thông tin theo bố cục dạng mind map, là quá xịn rồi, nếu mà bạn mong được cái đó rồi thì càng tốt. Thì giờ mọi người thử nha, mình sẽ cùng thể hiện cái ý tưởng của mình á bằng bố cục mà mình đang chọn theo cái nãy giờ mà chúng ta mỗi người tự cho một cái ý tưởng đó, mình sẽ vẽ ra giấy. Còn với những ai mà các bạn mình vẫn chưa điều phối được tốt thì các anh chị cứ làm theo em ha. Và trong quá trình em làm, em sẽ nói cái lý do tại sao em làm cái này, làm cái kia, thì mọi người hãy học trên cái cách em làm, để sau đó tự sau này các anh chị sẽ tự làm được mà không còn em nữa. Coi như em làm demo gì đó. Còn các anh chị nào đã làm được rồi thì tự làm và ngắm nghía thêm em thôi. Và như vậy ha, em sẽ lưu cái bài này lại để mình cùng vẽ. Rồi đầu tiên ha, em xác định như hồi nãy em đã chia sẻ với nhà mình, là em sẽ làm theo đúng 4 bước, 5 bước của framing, outline with pencil, redraw và erase pencil mark, và em sẽ coloring, là theo 5 bước đó để em mần cái bài tập sketch note này ha. Đầu tiên là em đọc đề xong, em chọn ra big picture của mình. Thì như hồi nãy em có chia sẻ là em sẽ chọn bố cục của mình là bố cục dạng line, tuyến tính. Và big picture của em sẽ là một cái cô gái hoặc là một chàng trai đang tập thể dục trong nhà. Ví dụ như là tập yoga đi cho nó dễ. Và đang đứng trong nhà nên em sẽ chọn cái frame chung sẽ là một cái ngôi nhà lớn. Thì sao? Rồi, vẽ một cái ngôi nhà trước ha, là cái khung để mình bao cái thông tin sketch note của mình lại.
Rồi, cái này là bắt đầu em sẽ phát bằng chì trước hết ha các chị, để mình có sai thì mình còn sửa được. Đó. Rồi. Rồi, đây. Đây là cái khung, cái frame ngôi nhà của mình. Sau, ngoài đó, đó, ngôi nhà của chúng ta như vậy. Thì mình bắt đầu vẽ những con corona em sẽ chọn mà. Không khỏi. Rồi, đây đây đây. Rồi, vẽ những con corona nó đang rất là hằng học. Và nó không thể nào chui được vào đây ha. Chui vô là nó bị đánh ra ngoài. Một vài con. Đã đến tính tấn công chúng ta ha. Sau đó mình sẽ chọn phương án là thể hiện tiêu đề vào trong cái mái của ngôi nhà. Còn ở bên dưới em sẽ bắt đầu thể hiện phần thông tin, thông điệp. Tiêu đề tập thể dục mùa Covid thì như chúng ta đã học về SketchNote, mình cũng sẽ làm cho nó nổi bật lên ha. Em muốn nhấn vào chữ tập thể dục và chữ Covid, còn chữ mùa em sẽ viết nhỏ lại và viết hai kiểu chữ khác nhau. Ví dụ như viết kiểu calligraphy. Chữ tập lên trên, bố trí lại. Tập thể dục mùa ngoài Covid em sẽ nhấn mà. Vẽ luôn con Covid vô đây. Để em mới có cái tiêu đề của bài tập của chúng ta. Rồi, dưới đây ha, nãy em có nói là em sẽ chọn phương án là dùng một cái cô gái đang tập thể dục. Em chọn phương án đó thì mình sẽ vẽ đây ha, phác họa một cái nhân vật đứng tập thể dục trong nhà. Đây là cái phần đất. Rồi, vẽ một cô gái đứng tập thể dục, phác họa trước ha, phác họa. Cho đứng tới thế yoga pose đi ha. Cô gái tóc dài đi. Thì nếu mà nhà mình không vẽ nhanh bằng em thì không sao nha các anh chị. Mình cứ bình tĩnh, từ từ cũng được, không sao hết, không ai hối kể. Đó. Mình sẽ cho bằng áo crop top đi. Lòi đúng. Rồi, quần. Chân. Rồi, vậy là em có một cô gái ha, đang tập yoga, tập thể dục. Hồi nãy em có chia sẻ là em sẽ chọn phương án vẽ bố cục này theo dạng tuyến tính là dạng line. Em sẽ cắt nó ra thành ba phần. Thì trong quá trình mà em đọc cái thông tin này á, lúc mà em đọc vô cái phần đầu tiên ở cái ý thứ nhất câu số 1 thì em sẽ thấy nó có liên quan đến cái vấn đề là giữ gìn sức khỏe, tăng sức đề kháng để chống lại con virus này, đúng không? Mà nó có một cái ý quan trọng hơn, vì full bài này thì đương nhiên sẽ nói về việc giữ gìn sức khỏe và tăng đề kháng rồi. Nhưng mà trong cái ý 1 á,
Nó có nói đến cái ý là giữ bản thân bình tĩnh, tinh thần lạc quan, tránh lo lắng căng thẳng. Thì lúc này em đặt cái câu hỏi là việc lo lắng căng thẳng và tinh thần lạc quan á, nó nằm ở đâu trên cái phần cơ thể của cô gái này? Nếu mình dùng cái bố cục diagram nè, bố cục dạng phân tích thành thành phần, thì em mới phát hiện ra à, vậy là nó nằm ở phần tâm trí, mental health, sức khỏe tinh thần. Nên em sẽ chọn vẽ cái thông tin sức khỏe tinh thần đó nằm ở vị trí đầu tiên. Cách là em chỉ ra đây ha, một cái thông tin từ cái vị trí cái đầu của cô ấy ha, mình thể hiện cho một cái tinh thần minh mẫn thì chỉ ra đây. Thông tin thứ nhất, cắt cái phần này ra làm 3 phần, mình cắt ra cho đều đều chút, cắt ra đó. Thì ý đầu tiên ha, thể hiện là tập thể dục, thì nó sẽ tập thể dục mùa COVID ha, giúp bạn. Mình sẽ nốt lại. Mùa COVID. Nhấn mạnh chữ giúp mình ha, giúp mình cái gì. Mình sẽ viết in hoa chữ giúp bạn để nhấn mạnh cái ý tưởng này của mình. Rồi giúp mình cái gì, mình sẽ note ra đây. Tinh thần lạc quan, tránh lo lắng ha, căng thẳng, thể hiện sự lạc quan ha, tinh thần. Tránh căng thẳng. Về cái hình lạc quan thì mình đã thể hiện một cô gái nhìn rất là calm, peaceful đây. Thêm cái trái tim bay bay ra chẳng hạn. Rồi giúp mình hai thông tin ha. Lạc quan, tránh căng thẳng. Rồi. Tiếp, ở dưới em đọc tiếp. Thì em thấy nó có một cái ý tưởng là tăng lưu lượng máu đến các cơ trong cơ thể. Thì nó sẽ giúp cho cái điều gì? Cho việc tăng lưu lượng máu thì tránh mất ngủ nè, giảm căng thẳng nè. Nó lại nhắc tới từ căng thẳng thì mình bỏ đi. Tại vì ở cái ý một mình đã nói tới sự căng thẳng rồi, thì mình đừng nhắc tới nữa. Nó nói đến việc là quản lý cảm xúc giận dữ. Thì đây là ý mới ha, mà mình chưa thấy nè. Thì mình sẽ lấy cái ý đó. Vậy là việc thể hiện tăng lưu lượng máu trong cơ thể thì mình sẽ chọn ha, vẽ một cái trái tim khỏe mạnh. Trái tim. Trái tim màu đỏ. Có thể vẽ cái đường chạy của máu ha. Thể hiện. Tăng lưu lượng máu. Và em đi note thông tin là tăng lưu lượng máu ha, đến các cơ. Và có thể dùng một cái hình ảnh ha, cái cơ bắp của mình. Thể hiện thông tin ha. Đang lưu lượng máu đến các cơ. Giảm mất ngủ ha, giảm mất ngủ với lại quản lý cảm xúc. Quản lý cảm xúc thì mình sẽ vẽ một cái gương mặt đang rất là vui. Cảm xúc của mình sẽ quản lý được nó.
nhiều hình ảnh khác nhau ha, các chị có thể chọn nhiều hình ảnh hấp dẫn hơn về quản lý cảm xúc, ví dụ như là một cái bàn tay ha, đang hứng đỡ một gương mặt, hay là cảm xúc của mình có thể được nắm trong một cái túi hay cái gì đó, các chị metaphor nhiều hình ảnh thú vị hơn em. Thôi mi chọn một hình ảnh là một cái gương mặt cười, và cái mũi tên nó đi xung quanh như vậy ha, thể hiện là việc mình có thể điều phối được cảm xúc của mình. Chữ tăng là mình sẽ viết to lên ha, nhấn mạnh chữ tăng. Giảm căng thẳng thì mình có hoàn toàn có thể thể hiện sự căng thẳng, và mình chọn hình metaphor nào để thể hiện sự căng thẳng các chị. Mình vẽ một cái đám mây đi ha, đang rất là bực bội. Giảm căng thẳng. Và cái cuối cùng, thông tin số 3 ha, là cái vị trí địa lý nơi mình đang tập tại nhà, hạn chế đến các cái nơi công cộng, thì mình có thể bố trí background cái ngôi nhà của mình. Ở đây mình có thể vẽ một cái cửa và mình để một cái bảng ha, là close, là nhà này cửa mình đang đóng, treo lên đây, đóng cửa không có đi ra ngoài như thế này. Rồi sau đó các cái thông tin cuối cùng, ngôi nhà của chúng ta mình có thể trang trí, nhà có thể có một vài chậu cây chẳng hạn, không gian xanh xung quanh nhà của mình. Và mình bố trí cái thông tin cuối cùng là tập thể dục trong nhà. Trong nhà. Đó. Có thể hạn chế ha, vẽ thêm thông tin hạn chế là tránh gym, rồi địa điểm công cộng. Thì sương sương thôi, nhanh, tại vì em đi làm nó hơi cũng không có xịn, không có đẹp với các anh chị, để em đi viết hơi nhanh á. Còn ví dụ mình có thời gian ở nhà, các anh chị mình từ từ, không có phải làm theo tốc độ 70-80 km/h đâu các chị. Các chị cứ đi tốc độ trung bình cho phép là 40 được rồi, mà nó đừng có vượt phóng ẩu là được, mà nó gọn gàng, rõ ràng các thông tin. Cái quan trọng nhất mà em muốn đưa đến cho các anh chị là cái bố cục chung, cái metaphor là cái mà nó sẽ làm cho các anh chị nó khác đi so với người khác, là cũng là radio, ai cũng gạch ba cái đường như nhau, rồi ai cũng tỉa ra tự tông như nhau, nhưng mà tại sao nhìn mình khác người ta, là mình khác ở chỗ metaphor. Rồi cuối cùng ha, mình chỉ cần lên màu nữa thôi là đẹp. Chẳng hạn như bài này nói về thể dục đi, nên em sẽ chọn xanh tươi một chút ha. Hoàn toàn mình có thể dùng màu xanh. Em thường chỉ tô hai màu tương phản thôi các anh chị, một đỏ với một xanh thôi, để tô màu cho bài tập này. Ví dụ em sẽ chọn màu xanh để làm nền chủ đạo cho bài tập sketch note của mình. Tô full cái bức tranh của mình ha, để nó có điểm nhấn. Màu sắc cũng vậy, cái chị tô mà nó có điểm nhấn là tụi mình cứ tô nền,
là nó ra màu chủ đạo. Và sau đó các chị muốn nhấn vào cô gái này, nếu như bạn ấy là màu đỏ là chủ đạo thì các anh chị cứ dùng màu đỏ để nhấn cho các cái phần thông tin nội dung bên trong. Mình sẽ cho cái vùng đen làm điểm nhấn, nhấn cái bài của mình lại. Nhấn lại. Rồi em sẽ phối à, ví dụ như à, cái mũi tên hiện tại em đang chọn là dùng màu đỏ rồi, thì hoàn toàn mình có thể nhấn thêm màu đỏ vào trong các cái phần keyword của mình để làm cho nó nổi bật lên cũng được. Lạc quan ha, căng thẳng, hoặc là các bạn viết cái chữ này bằng màu đỏ luôn cũng được. Cho phương án là viết chữ màu đỏ đi. Viết đỏ đi ha. Những chữ nào gọi là chữ key của mình thì mình viết đỏ lên. Mình có hiểu ý tưởng này của em, thường là em hay vậy đó. Một là những cái key nào là key chính đó, là em sẽ highlight màu đỏ, highlight cái màu chủ đạo của em đang muốn là nó sẽ đồng bộ. Hoặc là ngược lại em sẽ viết key bằng màu đỏ luôn, chứ em sẽ không dùng phương pháp highlight. Một trong hai cách, các anh chị chọn cách nào cũng được. Còn khi đã highlight thì màu đỏ nó nên nhạt đi xíu, hoặc là tươi hơn chút để nó nổi cái phần chữ của các anh chị lên. Con COVID hoàn toàn có thể dùng một màu xanh đậm hơn chút để nhấn nó. Là xong. Thêm phần mái à. Tô phần mái. Mái nhà. Good. Cái cửa, nhấn cái cửa nên em sẽ quốc cái cửa màu đen. Nó có điểm nhấn. Đó, close. Đóng cửa lại. Thì khi mà em làm, em cũng chia sẻ với nhà mình là đó, cái cách thức mà Amy làm một cái bài tập nó cũng là cái quá trình mà mọi người đọc thông tin, còn cái việc mà đọc và lọc thông điệp á, nó là một cái phần khác mà em không có nói kỹ ngày hôm nay được, vì nó là những cái mảng kiến thức nó phải chắp lại rất là nặng đô. Hôm nay mình chỉ nói là bố cục thôi, thì mình hiểu cách xài metaphor và thiết lập. Khi em đi một cái bài tập sketch note, em sẽ đọc bài, chia bài ra mấy ý, rồi bố cục em chọn là gì, big picture của em ở đâu. Sau đó tới bước là em phát họa nó ra, cái khung, xong rồi phát xong, rồi vẽ hình, chọn chữ, chọn key, rồi vẽ xong, viền lại, tô màu, à, đi theo những bước đó. À, thì
Chắc là để mà mần cái này thì nó sẽ không có nhiều thời gian để tụi mình có thể mần được full một bài. Chắc là chị Nị đã nói vậy thì mình sẽ hẹn nhau ở những cái meet up tiếp tới để có cơ hội mà các chị mình lên lớp là mình chỉ làm cái này thôi nè, chứ mình sẽ không học lý thuyết nữa. Mà mình đã có lý thuyết xong rồi mình lên mình chỉ quốc vô chị, chị có ý tưởng là chị muốn metaphor kiểu này 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 em đó, xong rồi mình bày lên mình làm, xong mình trong quá trình mình làm mình có khó khăn gì là mình nói ngay tại chỗ luôn. Thì em sẽ chỉ các anh chị là nếu mà nó đang khó như vậy thì các anh chị nên làm sao để giải quyết cái khó đó. Thì em sẽ chỉ các anh chị trong một cái meet up tiếp theo, chỉ là meet up là dạng thực hành thôi, không có liên quan đến lý thuyết. Còn hôm nay ha, em không có nhiều thời gian vì chiều nay nữa là em lại có lớp học và em dạy nữa. Tuần này là em dạy sắp mặt luôn, nên là em phải cố gắng em sắp xếp lắm luôn á, là để em tham dự một meet up của tụi mình chứ không là em cũng thấy thật sự em rất muốn lan tỏa cái nó nhiều nhiều hơn, nên là em không bao giờ từ chối khi mà có cơ hội được chia sẻ với các anh chị những kiến thức quý báu này cả. Thì chỉ mong là những cái gì em đi chia sẻ ngày hôm nay thì sẽ hỗ trợ được nhà mình một phần nào đó, và nếu mà không quá nhiều thì ít ra nó cũng sẽ tiêm vào các anh chị cái niềm yêu thích, cái niềm đam mê và cảm nhận là cái cách mà em đi làm sao nó cũng dễ mà nó cũng đi theo trình tự vậy đó. Mình chỉ cần đi theo em cũng làm y chang vậy thì mình cũng sẽ làm được thôi. Và em sẽ gửi lại cái bản này sau cho cả nhà mình ha, cho phần nội dung chia sẻ của em ngày hôm nay. Rồi, tắt xuống. Chắc là mình sum up lại rồi mình chào nhau, mình gặp nhau ở một buổi khác đi các anh chị. Chị Nị có túm lại chương trình không chị Nị? Có MC chị Phương á, chị Phương tính lại. Chị Phương ơi, tấm chương trình giùm em cái chị Phương ơi. Chị Phương đi học. Mời đồ, mời đồ. Chị Phương em hả? Dạ, chị Phương có công chuyện, chị em chứ. Cái này chị nói cho cũng được. Cảm ơn Amy ngày hôm nay đã tới đây chia sẻ với hệ sinh thái ha. Một cái nội dung cực kỳ hay và bổ ích luôn. Amy cũng đã giải đáp được những cái câu hỏi mà phía đầu giờ mọi người có đặt á, thì rất rất là cảm ơn Amy ha, và cái buổi ngày hôm nay thật sự là cực kỳ có ích. Đã nói chung là mọi người vừa được học lý thuyết nè, vừa được giải đáp thắc mắc, vừa được thực hành. Thì cảm ơn Amy rất là nhiều. Thì sau cái buổi của Amy chia sẻ thì chị tóm được các kiến thức như sau. Nói chung là chị cũng chị có một đoạn chị ra ngoài chị nghe không có được đầy đủ, nhưng mà đại loại là về mặt layout á, thì chị tóm lại là mình học được là có layout line này, radio này, wire này, block này, về có hai cái từ khóa mới xuất hiện là big picture và boundary. Ngoài ra Amy cũng có chia sẻ hai bạn mà Amy theo dõi. Một bạn đoạn đầu chị không ghi kịp cái tên, bạn thứ hai là Nadine Narosia. Có hai bạn đó. Thì đây là các cái keyword mà chị đã bắt được trong ngày hôm nay đó. Thì nếu mà có thiếu thì mọi người bổ sung nha. Thì rất là cảm ơn Amy về cái bài của ngày hôm nay. Kế tiếp thì trong tháng 7 thì nội dung sẽ có meet up và sẽ mời những cái bạn mà đạt giải của cái challenge vừa rồi á để chia sẻ với mọi người. Và Nị giới thiệu luôn cho mọi người ôi bài của anh Giang. Chị Nông. Dễ thương quá, đi tập thể dục. Yeah. Anh Giang nhìn vẻ dễ thương quá, dùng màu hồng rất là đáng yêu luôn. Dạ rồi, còn tháng 8 sắp tới thì chia sẻ với mọi người luôn, có một cái event cũng khá là lớn ha. Hy vọng là mọi người sẽ thích. Thì như thường lệ mỗi năm sẽ có mời một speaker nước ngoài. Thì vào tháng 8 sẽ là cái đợt diễn ra là mời speaker một cô người Nhật. Cái cô này thì chắc mọi người cũng đã từng gặp rồi. Nếu như mà ai có tham gia cái meetup AFBB hồi năm ngoái thì cũng đã từng nghe cô này chia sẻ trong cái buổi mà của châu Á đó. Thì cô có dịp qua Việt Nam và cô Trung Lê đã mời được cô tới chia sẻ cho hệ sinh thái của mình đó. Thì nếu không có gì thay đổi thì tháng 8 thì chúng ta sẽ được gặp cô. Thì hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và tham gia thật nhiều những cái meet up của hệ sinh thái ha. Rồi thì để chia sẻ như vậy.
Cảm ơn mọi người đã tới đây ngày hôm nay. Và tới bây giờ thì chắc mình cũng sẽ kết thúc chương trình. Mọi người để giống như là mình phản hồi lại với cô Ami á, thì mọi người cố gắng là post cái sản phẩm của mình lên hệ sinh thái. Sau đó thì có thể tag cô Ami nè, tag tên là Idol hay chị Phương gì đó, các cái thành viên co team của hệ sinh thái ha. Chúng ta sẽ cùng góp ý cho nhau về cái sản phẩm của ngày hôm nay. Đó, nha mọi người, nhớ post bài lên nha, bài tập đó nha mọi người. Dạ. Rồi anh Giang nhớ post bài lên nha anh Giang, cái hình dễ thương đó nha anh Giang. Tập tạ vì cái bụng bự đó chứ. Rồi, cảm ơn cả nhà. Dạ. Hẹn gặp cả nhà vào buổi meet up lần sau nha. Chào tạm biệt mọi người. Chào tạm biệt cả nhà. Thank you chị. Bye bye, bye, bye cả nhà. Cảm ơn Amy rất nhiều nha. Chào Amy. Dạ, tạm biệt cả nhà.